Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 32. Quả nhiên, Lôi Kiếm Vân trong mắt thoáng qua một tia lạnh ý, nói thẳng, đã như vậy, vậy Diệp Thần tung tích ngươi có thể rõ ràng. Ngày hôm nay, ta liền xem đám này họ Diệp rốt cuộc là thứ gì. Hắn giọng thô bạo kiên quyết, tựa như nắm trong tay hết thảy. Trịnh trưởng lão trên mặt có chút vẻ kích động, tiếp tục nói, đại nhân, ta máy bay đã an bài xong, vậy Diệp Thần bây giờ đang ở tỉnh Chiết Giang. Hôm nay, chính là hắn ngày rỗ. Được, ngươi để cho người gửi lời đi xuống, người này như ở ta xuống máy bay trước, trực tiếp quỳ ở sân bay bên ngoài, ta liền cân nhắc cho hắn một con đường sống, nếu không, huyết minh trấn áp, tắm máu Chiết Giang. Lôi Kiếm Vân vung tay lên, đội ngũ trăm người mang sát cơ lạnh như băng hướng chỗ sâu lao đi. Ai vậy không nghĩ tới, Côn Lôn Hư sẽ có người tu luyện trà đạp Hoa Hạ quy tắc một ngày. Dưới mắt, Hoa Hạ muốn ngăn trở rất khó. Kinh thành, một nơi thần bí căn cứ. Một cái ông già nhìn trước mắt hình ảnh, trán bây giờ nhíu thật chặt. Hắn sợ sự việc vẫn phải tới. Căn bản không tránh được. Lãnh đạo, chuyện này nên xử lý như thế nào, nhiều năm như vậy tới nay, nhưng cho tới bây giờ không có nhiều như vậy Côn Lôn Hư cường giả tiến vào Hoa Hạ, có cần hay không vận dụng Thiết Huyết Doanh lực lượng. Cụ già lắc đầu một cái, Thiết Huyết Doanh không ngăn cản được đám người này, đi cũng chỉ sẽ chịu chết, bây giờ cũng nên vận dụng Hoa Hạ chỗ tối lực lượng, nếu như ngược dòng đứng lên, Côn Lôn Hư cũng coi là Hoa Hạ địa bàn, năm đó Côn Lôn Hư các thế lực lớn lại là và Hoa Hạ ký kết thủ hàng điều ước. Đã nhiều năm như vậy, những người này đã sớm đem vậy điều ước quên không còn chút nào. Mặc dù cơ hội mong manh, nhưng là vậy phải thử một chút. Ngươi để cho những người đó mang văn kiện đã qua. Diệp Thần, ngày hôm nay ta nhất định phải đảm bảo. Cụ già quanh thân tản ra cực mạnh hơi thở. Thái độ cực kỳ kiên định. Lãnh đạo. 20 phút sau đó, người đàn ông lại vội vàng trở về. Sắc mặt hắn tái nhợt đến mức tận cùng. Lãnh đạo, không xong. Người đàn ông hấp tấp nói. Cụ già con ngươi đông lại một cái, mặc dù đoán được cái gì, nhưng vẫn là nói, phát sinh cái gì. Những cái kia huyết minh người trực tiếp đem điều ước xé nát, không chỉ như vậy, phải đi ra ngoài mấy vị cường giả tất cả cũng không có trở về. Đám người này đã lên máy bay, trạm kế tiếp chính là tỉnh Chiết Giang. Bọn họ còn để lại một câu nói. Lão người thần sắc nghiêm túc, vội vàng nói cái gì? Người đàn ông kia do dự mấy giây, vẫn là nói, nếu như Diệp tiên sinh ở bọn họ xuống máy bay trước, trực tiếp quỳ ở sân bay bên ngoài, bọn họ liền cân nhắc cho hắn một con đường sống, nếu không, huyết minh trấn áp, tắm máu Chiết Giang. Giờ khắc này sắc mặt lão nhân đại biến. Trong lòng cho dù tức giận, nhưng là thì có biện pháp gì? Cái này trăm người người tu luyện quân đoàn. Ai có thể ngăn cản? Cảnh giới chênh lệch quá xa. Lãnh đạo, chúng ta nên làm cái gì? Đây chính là chuyện lớn như trời à, nếu như không xử lý tốt, tất nhiên đưa tới khủng hoảng. Cụ già quả đấm cầm chặt, trên mình bùng nổ cực mạnh sát ý. Thứ nhất, lập tức ở bọn họ hạ xuống ngoài phi trường đuổi tất cả nhân viên. Thứ hai, phái người thiết lập trận pháp, đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Thứ ba, Hoa Hạ người bảo vệ, Thiết Huyết Doanh, cùng với tất cả khoa học kỹ thuật vũ khí, toàn bộ đợi lệnh. Nhất định phải trì hoãn thời gian, ta tự mình đi mời mấy vị kia bế quan cường giả ra tay. Lời của lão nhân lộ ra cao nhất tức giận, nhưng cái này là duy nhất phương án giải quyết. Người đàn ông gật đầu một cái, vừa định xông ra, lại nghĩ tới điều gì, vội vàng dừng bước lại, kinh ngạc nói, không thông báo Diệp tiên sinh. Cụ già do dự mấy giây. Biết Diệp Thần sẽ không rời đi, vậy chỉ có đối mặt. Để cho Bách Lý Hùng không tiếc bất cứ giá nào đem Diệp Thần mời lên máy bay, nếu như không được, vậy đem chuyện này nói ra. Chỉ có thể cùng nhau đối mặt. Lãnh đạo. Cùng lúc đó, biệt thự Minh Thúy. Đêm đã khuya, Ngụy Dĩnh và Hạ Nhược Tuyết đi Bạc Thái Thành, Diệp Thần liền ở phòng khách tu luyện. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm vẫn ở chỗ cũ ngưng tụ, không có đúc kiếm thành công ý nghĩa. Mà bất diệt chi chủ nhưng lại yếu ớt rất nhiều. Hắn có thể cảm giác được bất diệt chi chủ hơi thở đều thay đổi. Thanh kiếm này có thể coi như là bất diệt chi chủ tâm huyết. Đột nhiên, đóng chặt tròng mắt Diệp Thần phát hiện điện thoại di động phát tới vô số điều tin nhắn ngắn.
là tỉnh Chiết Giang một ít cơ chạm gửi. Tất cả chuyến bay hủy bỏ. Tỉnh Chiết Giang phi trường quốc tế vùng lân cận 10 dặm đất, toàn bộ rút lui. Tựa hồ nói là động đất cục kiểm tra đến một ít tình trạng. Diệp Thần cảm giác nhạy cảm đến xảy ra trạng huống, cái này thời gian điểm quá nhạy cảm. Chẳng lẽ những tên kia tới? Còn không chờ Diệp Thần nghĩ rõ ràng, cửa bị người gõ, Diệp Thần năm ngón tay nắm chặt, cửa trực tiếp mở ra. Bách Lý Hùng vội vàng đi vào. Diệp tiên sinh, tình huống bây giờ có biến, xin Diệp tiên sinh lập tức và ta tiến vào Côn Lôn hư, trễ chút nữa thì phiền toái. Diệp tiên sinh, ngươi không phải khẩn cấp muốn cứu ra ngươi phụ thân sao? Đây là tốt nhất thời cơ. Bách Lý Hùng mặc dù nhìn lên không có quá lớn chập chờn, nhưng là trong mắt tức giận nhưng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Bách Lý Hùng, nói đi, rốt cuộc phát sinh cái gì? Bây giờ lại là mời ta lên máy bay, lại là phong tỏa sân bay, đám người kia hẳn tới đi. Bách Lý Hùng ngẩn ra, biết rõ không cách nào giấu giếm, quả đấm cầm chặt, Diệp tiên sinh, Côn Lôn hư người đâu? Ước chừng 100 người, huyết chiến điện cao cấp cường giả, trong đó có một vị lại là Côn Lôn hư cực kỳ nổi danh chiến thần. Diệp tiên sinh, ta mặc dù muốn đi vào Côn Lôn hư, nhưng là ta càng muốn vì Hoa Hạ mà chiến. Ta trong lòng tức giận, đám này Côn Lôn hư người thật lấy là mình là trời. Diệp Thần con ngươi híp lại, toàn thân hiện lên một tia lạnh ý, mở miệng nói, đám người này có hay không nói cái gì điều kiện. Bách Lý Hùng dừng lại chốc lát vẫn là nói, Diệp tiên sinh, bọn họ muốn ngươi ở bọn họ xuống máy bay trước quỳ ở sân bay bên ngoài, nếu không, tắm máu Chiết Giang. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần trên người ý định giết người phóng thích mở. Chuyện này do hắn dạy, đến lượt do hắn kết thúc. Đám này huyết minh người ảnh hưởng đến những người khác, thì thật qua. Nếu đám người này nghĩ như vậy thấy hắn, ngày hôm nay, hắn liền tròn những người này mộng. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần một bước bước ra, trực tiếp hướng bên ngoài đi. Diệp tiên sinh, người đây là muốn lên máy bay, Bách Lý Hùng nói. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, sắc bén tách thả ra, đưa ta đi sân bay. Tỉnh Chiết Giang phi trường quốc tế. Cơ hồ là cái này một phiến phi trường lớn nhất. Quốc tế chuyến bay đông đảo, diện tích rộng lớn. Mà giờ khắc này, nhưng là không có một bóng người. Yên lặng đến mức tận cùng. Diệp Thần và Bách Lý Hùng xuống xe, hắn nhìn lướt qua liền phát hiện có mấy vị người tu luyện đang xây dựng trận pháp, định chờ một hồi không bị ảnh hưởng đến. Diệp tiên sinh. Đột nhiên, bao bồi dân cùng với liên can Hoa Hạ người bảo vệ đi tới, lại là khá là cung kính nói. Hôm đó Diệp Thần ở Giang Đạo Sơn chém chết Phương Chấn Nghiệp và Tôn Miểu, cái này đủ để thành là cơn ác mộng của bọn hắn. Bây giờ Diệp Thần đã là đáng mặt Hoa Hạ người thứ nhất, ai dám không cung kính. Diệp Thần nhìn một cái bao bồi minh cùng với hướng bên này tới đông đảo cường giả. Thậm chí có chút là tỉnh Chiết Giang võ đạo người gia tộc. Giờ khắc này, đối mặt Côn Lôn hư cường giả, người Hoa có trước đó chưa từng có ngưng tụ. Diệp Thần nhìn về phía bao bồi dân, hiếu kỳ nói các người ở thiết lập trận. Bao bồi dân gật đầu một cái, Diệp tiên sinh, bất kể như thế nào, chờ một hồi đều là một trận đại chiến, nếu như không có trận pháp, liên lụy ảnh hưởng quá lớn. Đáng tiếc, chúng ta trận pháp thành tựu không mạnh, bát ngát như vậy đất, muốn thành lập trận pháp thật là quá khó khăn. Chỉ có thể ở đến gần khu dân cư một bên, đơn giản thiết lập trận. Diệp Thần nhìn một cái trận pháp kia, quả thật đơn sơ, liền nói, các ngươi lui ra đi, hôm nay có ta ở đây, sẽ không ảnh hưởng đến tỉnh Chiết Giang bất kỳ địa phương. Dứt lời, bất đồng bao bồi dân các người phản ứng, Diệp Thần đầu gối cong, bỗng nhiên bùng nổ, thân thể bay lên không. Đạp phách tường, lên như diều gặp gió. Thoáng qua bây giờ, liền tới đạo nhất ngồi kiến trúc trên. Diệp Thần đứng ở kiến trúc đỉnh, hai tay chắp sau lưng, nhắm mắt lại, khí tức cường đại lan ra. Thấy một màn này, Hoa Hạ người bảo vệ, Bách Lý Hùng, cùng với Hoa Hạ đông đảo cường giả, gương mặt kinh người. Thời khắc này Diệp Thần, ở bọn họ trong mắt tựa như thần tôn. Hoa Hạ làm sao cho hạ lớn mạnh như vậy người? Đột nhiên, Diệp Thần hai tròng mắt mở ra, như trong đêm tối sáng nhất vì sao dày đặc. Hắn đưa tay ra. Nhắm thẳng vào thương khung, sấm tới. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, mây sấm phun trào.
từng đạo sấm sét điên cuồng nện xuống. Làm rơi vào Diệp Thần trên người nháy mắt, Diệp Thần hai tay nhanh chóng bóp quyết, trận pháp thế dần dần ngưng tụ. Tỉnh Chiết Giang phi trường quốc tế lớn gió nổi lên, từ trường đổi, động đất. Dị tượng như thế, để cho người phía dưới xem thế là đủ rồi. Bao bồi dân lại là kinh hô, Diệp tiên sinh ở ngưng trận. Hơn nữa trận này cực kỳ đáng sợ, ta từng đi qua Côn Lôn Hư, gặp qua bên trong trận pháp đại sư ngưng trận, cũng không có dị tượng như thế à. Diệp tiên sinh thật không hổ là hoa hạ người thứ nhất. Đáng tiếc Diệp tiên sinh lực một người không cách nào chống lại trăm người quân đoàn. Nếu như sau lưng hắn vạn đạo kiếm tôn nguyện ý ra tay, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Diệp Thần chút nào bỏ mặc phía dưới lời bàn, ngón tay tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí có từng đạo phạm văn lóe lên ra. Tỉnh Chiết Giang phi trường quốc tế chung quanh thật giống như hình thành một đạo đỏ thẫm bình phong che chở. Bình phong che chở dậy. Diệp Thần trong tròng mắt thoáng qua một tia lãnh ý, bổn mãng linh phù sử dụng. Quanh thân sấm sét ý càng phát ra cường thịnh. Đồng thời, một chỉ điểm ra, máu tươi bức ra, lại là rơi vào đỏ thẫm bình phong che chở trên. Hồng quang chói mắt, bao phủ hết thảy. Thậm chí mơ hồ bây giờ, người phía dưới thật giống như phát hiện hai đầu hàng dài ở bình phong che chở trên di động. Vạn đạo hộ thành trận, dậy. Diệp Thần một tiếng gầm lên, vậy hai cái hàng dài trực tiếp từ bình phong che chở chui vào đến dưới mặt đất. Bình phong che chở đột nhiên thực chất hóa, rồi sau đó biến mất. Diệp Thần lại là một bước bước ra, trực tiếp từ cao hơn rơi xuống, vững vàng tới mặt đất. Bao bồi dân cùng với những cái kia hoa hạ người bảo vệ còn không có từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại. Diệp Thần rời đi Giang Đạo Sơn mới bao lâu à, thực lực lại đến nơi này cái đến nước. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Bách Lý Hùng một trưởng vỗ ở trước mặt không khí, đột nhiên, bình phong che chở biểu hiện. Đồng thời một cổ cực mạnh trận pháp, trực tiếp đem Bách Lý Hùng đẩy lui mười mấy bước. Trận pháp này lại có thể bá đạo như vậy. Những cái kia hoa hạ người bảo vệ cùng với liên can cường giả vốn định thử một lần, ngay tại lúc này, một chiếc máy bay từ đàng xa từ từ tới. Toàn bộ thương khung chỉ có giá nhất giá máy bay. Rất rõ ràng, huyết minh người tới. Trăm người cường giả quân đoàn tới. Hoa hạ ác mộng lúc này hạ xuống. Bách Lý Hùng con người tràn đầy lửa giận, trực tiếp đối với sau lưng Thiết Huyết Doanh nói, Thiết Huyết Doanh chiến sĩ nghe lệnh, chúng ta sứ mạng liền là thủ hộ. Mặc dù chúng ta cùng đám này Côn Lôn Hư cường giả chênh lệch rất lớn, nhưng là chỉ cần chúng ta ngưng tụ một lòng, liền có thể đánh bại hết thảy kẻ địch. Sau lưng Thiết Huyết Doanh chiến sĩ lại là truyền tới từng cơn gầm thét. Bọn họ nguyện ý vì hoa hạ mà chết. Bao bồi dân cùng với chung quanh tất cả cường giả đều là lộ vẻ xúc động, bọn họ nhiệt huyết sôi trào, chuẩn bị nghênh chiến. Ngay tại lúc này, Diệp Thần xoay người, nhàn nhạt nói, chuyện này, do ta Diệp Thần dạy, hôm nay, do ta một người gánh vác, các người ở bên ngoài là được. Diệp tiên sinh, không thể à. Bách Lý Hùng cái đầu tiên cự tuyệt. Diệp Thần cố nhiên rất mạnh, nhưng là tại sao có thể là cái này huyết chiến điện đối thủ? Đây chính là trăm vị cường giả à. Một vị trong đó có thể thực lực liền vượt qua xa Diệp Thần, huống chi là trăm người, làm sao ngăn trở? Bao bồi dân đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi, Diệp tiên sinh, chẳng lẽ vị đại nhân kia cũng tới? Diệp Thần tự nhiên biết bao bồi dân trong giọng nói đại nhân là chỉ ai? Trần Thiên Lê. Đáng tiếc Trần Thiên Lê tạm thời không có ở đây. Diệp Thần lắc đầu một cái, lần này, ta một người. Dứt lời, Diệp Thần một bước bước vào trận pháp bên trong, lại là hướng sân bay đi tới. Thân hình tịch mịch, càng giống như là quyết đừng tìm bị chết. Bách Lý Hùng và bao bồi dân muốn theo sau, nhưng phát hiện trận pháp trở cách hết thảy. Trừ Diệp Thần, ai cũng không vào được. Diệp tiên sinh. Tại sao phải như vậy? Hắn mới 20 tuổi à, chẳng lẽ thì phải một người chịu đựng thống khổ như vậy? Hoa hạ có Diệp tiên sinh, còn có Hà Cầu. Chỉ mong Diệp tiên sinh có thể khải hoàn trở về, chẳng qua là. Không có tiếp tục nói hết. Kỳ tích. Cho dù Diệp Thần sáng lập vô số kỳ tích, nhưng là bây giờ, thật không thể nào còn nữa kỳ tích. Chỉ có máu trong vắt sự thật. Diệp Thần đi tới trận pháp bên trong rộng lớn đất. Không có bất kỳ ngăn che. Máy bay chậm rãi hạ xuống.
Hắn hai tay chắp sau lưng, gió lớn loạn vũ, đem hắn đầu dạo phố hơi thổi lên, hắn sợi tóc xốc xếch, khóe miệng nhưng là có một đạo nụ cười thần bí. Nếu như hắn không đoán sai Trịnh trưởng lão chắc ở, vậy tốt nhất biết bao. Trịnh trưởng lão mệnh, hắn Diệp Thần muốn. Thanh kia cứu ra phụ thân chìa khóa, hắn Diệp Thần cũng muốn. Còn như vậy trăm người, bọn họ mệnh, hắn Diệp Thần đều muốn. Máy bay trên, Trịnh trưởng lão tự nhiên thấy được phía dưới lãnh ngạo bóng người. Hắn vội vàng nhìn về phía Lôi Kiếm Vân, kinh hô, Lôi đại nhân, vậy Diệp Thần quả nhiên vẫn phải tới, rất nhiều lời nói, còn không bằng một câu nói của ngươi tác dụng à. Sợ rằng, thằng nhóc này bây giờ đã sợ xón đái. Ở Trịnh trưởng lão cùng với tất cả mọi người nhìn lại, Diệp Thần hiển nhiên là tới liều chết. Nói không chừng máy bay một hạ xuống, hắn liền quỳ xuống đất thật lâu không dậy nổi. Lôi Kiếm Vân khóe miệng phác họa một đạo nụ cười khinh thường, Trịnh trưởng lão, ngươi không được à, tên tiểu súc sinh này lâu như vậy còn không bắt được, lại còn muốn ta tự mình ra tay. Nghe được câu này, Trịnh trưởng lão hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn cười nói, ta nói thế nào đi nữa chỉ là một trưởng lão mà thôi, ngươi nhưng mà huyết chiến điện chiến thần, vì sao là chiến thần? Đó chính là chiến vô bất thắng, ai dám ngăn trở ở ngươi trước mặt. Lôi Kiếm Vân hài lòng gật đầu một cái, hắn thậm chí đã nghĩ xong, một khi rơi xuống đất, trước hết đem tiểu tử này tay chân toàn bộ bẻ gãy. Đột nhiên, có huyết minh cường giả kinh hô thành tiếng, thằng nhóc kia thật giống như có điểm không đúng. Lời này vừa nói ra, vô số đạo tầm mắt lại lần nữa hướng phía dưới đi. Tầm mắt vừa dứt hạ, bọn họ liền phát hiện Diệp Thần động. Lòng bàn tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm cầm ngược, một bước bước ra, cánh tay phải bỗng nhiên phát lực. Mơ hồ bây giờ có một đạo hồng quang đột nhiên bùng nổ. Sau đó, thanh trường kiếm kia tựa như cây lao vậy bắn tới đây. Tốc độ cực nhanh, như sấm lướt qua thương khung. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, tuyệt đối không muốn đối phương sẽ đến như thế vừa ra. Không biết tự lượng sức mình. Lôi Kiếm Vân gương mặt dữ tợn, bước chân đột nhiên đạp một cái, đúng phi cơ đều chấn động một cái. Lại là bỗng nhiên tung tích. Xích, một tiếng, thanh trường kiếm kia bắn vào cánh máy bay trên. Trực tiếp xuyên thấu. Một bên cánh máy bay ngọn lửa ngang dọc, máy bay hiển nhiên phải ra chuyện. Cũng may đã mau rơi xuống đất, Lôi Kiếm Vân một chân đạp ở cửa máy bay trên, cửa trực tiếp bị tức lưu phun trào, vô số đổ phân bay. Thẳng tiếp theo. Dạ, đại nhân. Đối với thần du cảnh người tu luyện mà nói, loại độ cao này tự nhiên không tính là cái gì. Rối rít nhảy xuống. Bành, bành, bành. Trăm đạo thân ảnh đập xuống đất, mặt đất chia năm xẻ bảy, từng cái hố sâu bỗng nhiên tạo thành. Huyết minh huyết chiến điện trăm người chỉ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa cái đó cô đơn chiếc bóng thanh niên. Một người, trăm người. Chênh lệch quá mức rõ ràng. Bọn họ thậm chí xem Diệp Thần ánh mắt đều có chút đáng thương. Lôi Kiếm Vân một bước bước ra, thân thể cao lớn trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thần, tiểu súc sinh, mới vừa rồi ngươi còn muốn hủy lên máy bay không được. Diệp Thần con ngươi nhìn lướt qua Lôi Kiếm Vân, hắn có thể cảm giác được đối phương hơi thở rất đáng sợ. Hơn nữa, mơ hồ bây giờ, đối phương khí tức trên người thật giống như không đơn thuần là người tu luyện như thế đơn giản. Thậm chí có một tia luyện thể mùi vị. Lôi Kiếm Vân gặp Diệp Thần lại có thể không trả lời mình vấn đề, trong lòng tức giận vạn phần. Tiểu súc sinh, ngươi không có nghe gặp ta đang nói chuyện với ngươi. Diệp Thần lạnh mâu đông lại một cái, nhàn nhạt nói, ngươi là thứ gì? Nói xong, hắn tầm mắt hướng một cái ông cụ áo bào tím bắn tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lạnh như băng, là máu. Bởi vì người đàn ông này chính là Trịnh trưởng lão. Nhốt phụ thân Trịnh trưởng lão. Hắn lửa giận trong lòng kềm nén không được nữa, lạnh lùng nói, ngươi, tới đây, nhận lấy cái chết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cười. Cái này thằng nhóc TQ sợ là điên không được. Lại kêu Trịnh trưởng lão nhận lấy cái chết. Chẳng lẽ thằng nhóc này cũng không biết mình tình cảnh. Dù là tất cả mọi người phun một bãi nước miếng. Vậy đủ để chết chìm đối phương. Có thể hắn bây giờ nhưng là không biết trời cao đất rộng nói như thế một câu nói, nhất định chính là không biết sống chết.
Trịnh trưởng lão sắc mặt rất là khó khăn xem, áo bào tím khẽ nhúc nhích. Diệp thần, người giết ta ái đồ, thậm chí không biết nhiều ít huyết minh cường giả ở trên tay ngươi chết. Hôm nay ngươi như tự đoạn đầu lâu, chúng ta có thể cân nhắc thả qua chung quanh những người khác, nếu không, hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi. Diệp thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ta nói qua muốn giết sạch các người huyết minh tất cả mọi người, hôm nay trăm người tới, vừa vặn hợp ta tâm ý. Ở ta trong mắt, huyết minh có thể thay đổi tên, không bằng bắt đầu từ hôm nay liền đổi tên là Tử Minh. Giờ khắc này, những huyết chiến điện kia cường giả nghe được cái này loại bêu xấu chi nói, hoàn toàn nổi giận. Một bước bước ra, đồng loạt hướng Diệp thần lao đi. Giờ khắc này, sát cơ lạnh như băng để cho không khí tựa như đọng lại. Chiến thần đại nhân, người này như vậy cuồng ngông, hôm nay chúng ta liền đem người này bắt đến trước mặt đại nhân. Ba vị thần du cảnh đỉnh phong huyết chiến điện cường giả trực tiếp đứng ra. Bọn họ thực lực ở trong đám người này coi như là yếu nhất tồn tại, rất ít hiển lộ. Nhưng là bây giờ đối phó cái thằng nhóc đó, nhưng là dư sức có thừa. Lôi kiếm vân gật đầu một cái. Hắn nhìn thấu Diệp thần tu vi, thần du cảnh sơ kỳ mà thôi, ba vị đỉnh cấp đủ để nghiền ép. Đi đi. Dạ, đại nhân. Một giây kế tiếp, ba đạo thân ảnh cấp tốc lao đi. Trịnh trưởng lão nhưng mà biết Diệp thần lực lượng, bản muốn nói cái gì, vẫn còn là dừng lại. Đã muộn. Vậy huyết chiến điện ba người chớp mắt bây giờ liền đi tới Diệp thần trước mặt, quanh thân tung lên từng đạo sóng lớn. Như bá vương hạ xuống. Tiểu súc sinh, hôm nay ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì là nghiền ép. Dứt lời, ba đạo quyền phong nổ tung tới. Ở bọn họ trong mắt, Diệp thần căn bản không đáng bọn họ động kiếm. Ba quyền đủ để. Nói không chừng lập tức sẽ gặp thành là một đống bùn nát. Ba đạo thực chất đợt khí, càn quét đi, phong tỏa Diệp thần hết thảy. Diệp thần nhưng là một hơi một tí, thậm chí bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thần du cảnh đỉnh phong, qua rác dưới ta cũng không muốn động thủ. Dứt lời, Diệp thần chân trái nâng lên, sau đó chợt ép xuống. Vô tận chân khí ầm ầm rơi trên mặt đất trên. Nháy mắt tức thì, mặt đất vô số đá lớn tung bay. Đồng thời, một cổ cực kỳ lực lượng mạnh mẽ từ mặt đất đụng ra. Bành, một tiếng, trực tiếp và vậy ba đạo đợt khí va chạm. Tiếng nổ vang khắp. Đợt khí phun ra như núi lửa bùng nổ, cuốn sạch toàn bộ sân bay. Chung quanh hết thảy tất cả đều bị vô tình hủy diệt. Giờ khắc này Diệp thần phảng phất là hủy thiên diệt địa thần linh, cuồng bạo giết hại. Vậy ba người lúc này mới ý thức được tình huống không đúng, muốn rút lui, nhưng là đã không còn kịp rồi. Lực lượng cuồng bạo điên cuồng biến dạng cánh tay của bọn họ. Đầu tiên là cánh tay nổ tung. Rồi sau đó, thân thể cũng là hoàn toàn nổ tung. Đầy trời mưa máu, không ngừng rơi xuống, nhìn thấy mà giật mình. Ai có thể nghĩ tới, cái này Diệp thần lại như vậy điên cuồng. Không có ra tay, chỉ một cước, liền chấn áp ba vị cường giả. Cái này còn là thần du cảnh. Không thể nào. Lôi kiếm vân và chung quanh tất cả huyết chiến điện đệ tử cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Bọn họ thậm chí có thể cảm giác được trong không khí một cổ lực lượng vô hình chấn động tới. Cái này căn bản không là một cái thần du cảnh sơ kỳ lực lượng. Thậm chí đã đạt đến siêu phàm cảnh. Giờ khắc này, Lôi Kiếm Vân ngưng trọng. Hắn rốt cuộc rõ ràng huyết minh người tại sao lần này ở trên tay tiểu tử này thua thiệt. Như vậy mê muội tính thực lực, làm sao có thể không lỗ lã. Ta nói, các người tất cả mọi người đều muốn ở chỗ này chết. Bất kể như thế nào. Diệp thần thanh âm đạm mạc vang lên, ở có chút huyết minh cường giả trong mắt, thậm chí có chút sợ hãi. Dẫu sao mới vừa rồi một chiêu quá mức kinh thế hãi tục. Trịnh trưởng lão vội vàng hướng bên người Lôi Kiếm Vân nói, đại nhân, thằng nhóc này thủ đoạn thông thiên, muôn ngàn lần không thể xem nhẹ, ta đề nghị tất cả mọi người cùng nhau bắt lại người này, miễn được đêm dài lắm mộng. Lôi Kiếm Vân không để ý đến. Mà là đối với sau lưng mấy người nói, các người ngưng tụ 10 bước sát trận, bắt lại người này. Ta cũng không tin huyết mạch sát trận, hơn nữa 10 vị siêu phàm cảnh cường giả còn không bắt được thằng nhóc này. Dạ, đại nhân. Nháy mắt tức thì, 10 đạo cực kỳ kinh khủng bóng người trực tiếp cướp ra, bao quanh Diệp thần. Mỗi người bước ra 10 bước,
tay cầm trường kiếm, nhịp bước phảng phất có nào đó tần số. Có mới vừa rồi bài học thất bại, bọn họ cũng không dám chút nào nương tay. Trực tiếp chân áp, làm thứ 10 bước bước ra lúc đó, 10 người giận quát một tiếng, Diệp Thần dưới người đột nhiên một đạo máu cửa trận mang lóe lên. Giờ khắc này, vô số kiếm ý phun trào, vô cùng chói tai. Ở sắp chạm được Diệp Thần nháy mắt, lại là kiếm quang nổ tung, như mặt trời chói chang bay lên không. Ở một chớp mắt kia, theo hơi thở oanh liệt mở, như có thiên quân vạn mã tập kích bất ngờ tới. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần không có đường lui. Chỉ có đường chết. Mà giờ khắc này Diệp Thần cuối cùng trong mắt nghiêm túc mấy phần, nhàn nhạt nói, 10 bước sát trận, coi như không tệ, đáng tiếc, các người không nên ở ta trước mặt thi triển. Hôm nay, ta sẽ để cho các người gặp cái gì là chân chính sát trận. Bổn mạng linh phù, đi ra. Giờ khắc này, thiên địa làm biến sắc. Mà Diệp Thần chính là ở giữa đất trời này duy nhất thần vương. Thời gian 5 năm, ở Côn Lôn Hư, lão đầu xác thực dạy hắn một ít trận pháp chi đạo. Nhưng là chỉ có thể nói là gia lông. Thậm chí không thể gọi là chân chính trận pháp. 5 năm sau, luân hồi mộ địa mở, Diệp Thần may mắn thành là biển cả bằng phẳng học trò. Bước vào linh phù chi đạo. Linh phù chi đạo thậm chí có thể nói là trận pháp chi tổ. Thời khắc này Diệp Thần đối với trận pháp lĩnh ngộ xưa không bằng nay. Có thể như thế nói, hắn trận pháp thành tựu vượt xa Côn Lôn Hư phần lớn người. Chính là huyết minh sát trận lại coi là cái gì. Hắn không chỉ hiểu trận, đi lại là sát lục chi đạo. Hôm nay, hắn liền muốn để cho người huyết minh cảm nhận được vì sao là sợ hãi. Diệp Thần ngón tay nhanh chóng bóp quyết. Một hồi hồng quang từ thân thể bên trong lan tràn ra. Vô số đỏ thấm phù văn từ mặt đất chui ra. Đậm đà giết hại khí tựa như biến dạng hết thảy. Giờ khắc này, trận pháp ra, vậy đầy trời kiếm ý toàn bộ tiêu tản ra. Căn bản không cách nào chống cự. Huyết minh 10 người sắc mặt đại biến, tuyệt đối không nghĩ tới cái này Diệp Thần lại có thể thật hiểu trận pháp. Mặc dù không biết Diệp Thần ngưng tụ là trận pháp gì, nhưng là đã không trọng yếu. Vậy chết sợ hãi bao phủ dưới, máu của bọn họ tựa như đều có chút đọng lại. 10 người nhìn nhau, lại cũng không cách nào ổn định, một người trong đó vội vàng nói, bước ra máu tươi, thằng nhóc này có chút tà môn, nếu để cho hắn trận pháp tạo thành, chúng ta cũng biết nguy hiểm. Bọn họ không đang do dự, máu tươi bắn ra. 10 giọt máu tươi hội tụ với nhau. Không khí chấn động, bọn họ hơi thở thậm chí bắt đầu không ngừng leo lên. Chém. 10 người rối rít nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt trường kiếm trong tay, mang lạnh thấu xương kiếm quang, hướng Diệp Thần điên cuồng đi. Từng đạo thực chất vậy vết kiếm bỗng nhiên ra, tựa như hóa là thiên la địa võng, hướng Diệp Thần bao phủ đi. Thiên la địa võng dưới lại là hiện lên xương máu. Cực kỳ lạnh như băng. Một khi rơi xuống, Diệp Thần cho dù có mạnh đi nữa trận pháp cũng không có tư cách sử dụng. Đột nhiên, Diệp Thần mở mắt ra. Đó là một đôi dạng gì ánh mắt? Như đỏ thắm sói đói. Như điên bạo cự thú. Thiên địa tiêu diệt trận, tới. Diệp Thần bóp quyết tay bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, một chỉ điểm ra, bổn mãng linh phù lôi quang ầm ầm nổ. Quanh thân sấm sét vần quanh, thương khung mây đen đầy vải. Đông nghịt một phiến, tựa như mây đen đè thành, ngay tận thế hạ xuống. Duy nhất ánh sáng chính là giờ phút này mang theo sấm sét Diệp Thần. Đột nhiên, vậy bốn phía sấm sét dần dần hội tụ, hóa là một chuôi lôi quang kiếm to. Lôi quang kiếm to tránh thoát Diệp Thần tay, thẳng bay lên trời tế. Chui vào mây sấm. 10 người kia thấy một màn này, trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là thở dài một hơi. Nếu như vậy lôi quang kiếm to hướng bọn họ tới, bọn họ muốn ngăn cản, tất nhiên phải bỏ ra giá cực lớn. Cũng may đã biến mất. Ngay tại bọn họ như chút được gánh nặng hết sức, trên bầu trời mây sấm trực tiếp nổ tung tới. Rồi sau đó, một chuôi đầy trời sấm ý kiếm to ầm ầm rơi xuống. Mỗi tung tích 100 mét, liền rất miễn cưỡng mở rộng 10 lần. Rất nhanh, kiếm to này lại mấy chục trượng, điên cuồng hướng bọn họ tới. Cái này, làm sao có thể? 10 người này bối rối. Bọn họ ở Côn Lôn Hư căn bản không có gặp qua loại thủ đoạn này à? Trong cổ tịch cũng không có ghi lại à?
Trong chốc lát, bọn họ liền phá cục dự định cũng không có, chỉ muốn chạy trốn. Thằng nhóc này làm sao có thể bộc phát ra loại tầng thứ này lực lượng? Cái này mẹ hắn thật là thần du cảnh, dù là siêu phàm cảnh đỉnh cấp trận pháp sư vậy không nhất định có thể thi triển ra thủ đoạn như vậy à. Nhìn sấm sét thần binh cuồng bạo hạ xuống, bọn họ liền bước ra một bước tư cách cũng không có. Bọn họ thậm chí giác được đối mặt mình không phải một thanh trường kiếm, mà là một cái cuồng bạo lôi long, bức thị chúng sanh. Bọn họ chính là nhất là khinh thường con kiến hôi. Nháy mắt tức thì, lôi long trực tiếp rơi xuống, chấn áp hết thảy. Tựa như tinh thần va chạm, toàn bộ phi trường mặt đất hình thành 7-8 đạo rãnh trời vậy vết rách. Phốc xích, 10 người kia có cái gì tư cách ngăn trở, kinh hãi hai tròng mắt bên trong, quanh thân nghiền. Thậm chí liền xương máu nổ tung tư cách cũng không có. 10 người chết, ở đó thế lôi đình hạ, không có sống quyền lực. Hình ảnh định cách, chỉ ít ở bọn họ ý thức tiêu tán trước, gặp được chân chính thượng cổ sát trận. Mà giờ khắc này xa xa xem cuộc chiến lôi kiếm vân hoàn toàn nhốn nha nhốn nháo. Hắn phát hiện cái này Diệp Thần không chỉ thực lực vượt xa cùng cảnh giới người bất kỳ. Thậm chí am tường trận pháp chi đạo. Yêu nghiệt như vậy người, chỉ có một người có thể như nhau. Bên kia là Diệp Thí Thiên. Bây giờ, hắn hoàn toàn tin tưởng Diệp Thí Thiên và Diệp Thần biết. Cũng chỉ có biết, hết thảy mới có thể giải thích thông. Cũng may Diệp Thần bây giờ bùng nổ lực lượng nhiều lắm là siêu phàm cảnh đỉnh cấp, và vậy dịch bảo các chân áp tất cả mọi người Diệp Thí Thiên so với, còn kém rất nhiều. Nếu như hắn hiện đang xuất thủ, Diệp Thần chỉ ít không chống nổi ba chiêu. Nhưng là nếu như đối mặt vậy Diệp Thí Thiên, hắn cũng không có phần thắng, đây cũng là hắn lần này mang nhiều cường giả như vậy đi ra ngoài một trong những nguyên nhân. Cùng lúc đó, nhìn cách đó không xa vết rách và hố sâu, Diệp Thần hơi thở dốc. Vậy đạo trận pháp đối với hắn yêu cầu cũng là cực cao, giờ phút này hắn đan điền chân khí đã biến mất 1/3. Còn chưa cùng hắn thở dốc chơi không, một đạo thân ảnh màu tím cấp tốc cướp tới. Chính là Trịnh trưởng lão. Trịnh trưởng lão thương thế mặc dù không có hoàn toàn hết bệnh, vốn không nên ra tay, nhưng là làm thiết thiết thực thực thấy Diệp Thần cường thế, hắn trong lòng rung động quá lớn. Thậm chí luống cuống. Hắn biết mình phải không tiếc bất cứ giá nào bắt lại Diệp Thần. Nếu không giá phải trả ai cũng không chịu nổi. Kiếm trong tay hắn ý ầm ầm bùng nổ, thậm chí lòng bàn tay xông ra đạo đạo hỏa diễm, uyển như rồng lửa muốn phải chiếm đoạt hết thảy. Lực lượng kinh khủng kia cùng với hơi thở cuồng bạo, giống như địa ngục cự thú, không thể ngăn trở. Tiểu súc sinh, có thể chết ở ta dưới kiếm, người hẳn cảm giác được vinh hạnh. Diệp Thần con người đông lại một cái, chấn hồn kiếm trực tiếp sử dụng. Vốn định sử dụng thanh kia Trảm Long Vấn Thiên kiếm, đáng tiếc kiếm này còn đang luyện chế, cần thời gian. Nhưng là từ bất diệt chi chủ trạng thái tới xem, nhanh. Kiếm này ra đời lúc đó, chính là chấn áp quần hùng ngày. Vạn đạo kiếm pháp, phá. Diệp Thần một tiếng giống giận, kiếm quang lóe lên, biến dạng đi. Bành. Hai cổ ưu việt lực lượng bỗng nhiên va chạm. Đợt khí lăn lộn. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được Trịnh trưởng lão kiếm thế giới mang theo lực lượng có kinh khủng dường nào, đây cũng là Trịnh trưởng lão chân chính thực lực sao. Hắn lui về phía sau mấy bước, mà Trịnh trưởng lão không nhúc nhích tí nào. Trịnh trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tiểu súc sinh, hôm nay ngươi chính là một đầu thú bị nhốt, cho dù thủ đoạn nhiều đi nữa, vậy không thay đổi được ngươi phải chết kết cục. Hôm nay ta liền để cho ngươi cảm thụ một chút ta thành danh kiếm ý. Huyết môn Trảm Linh kiếm. Dứt lời, Trịnh trưởng lão kiếm trực tiếp xông ra ngoài. Ở giữa thiên địa tựa như bị dùng mình bao trùm. Cửa địa ngục tựa như lặng lẽ mở ra. Diệp Thần chỉ cần tiến lên trước một bước, tất nhiên rơi vào chết vực sâu vạn trượng. Hắn thậm chí cảm giác được mình đan điền chân khí đều bị phong tỏa. Uy áp như từng ngọn đỉnh núi ái mộ, điên cuồng đè xuống. Hắn có thể thấy từng tờ một dữ tợn mặt mũi. Huyết môn Trảm Linh kiếm càng ngày càng gần, tựa hồ lập tức phải xuyên thấu Diệp Thần thân thể. Đột nhiên, Diệp Thần động. Huyết môn Trảm Linh kiếm thì như thế nào? Người huyết minh như có thể chém linh, vậy ta Diệp Thần liền có thể chảm thiên. Một bước bước ra, Diệp Thần chung quanh đều là xào sạc ý. Vạn kiếm quy tông.
Cái này bốn chữ, tựa như một thạch kích thích thiên tầng lãng, thạch phá kinh thiên. Theo Diệp Thần lời nói rơi xuống, toàn bộ tỉnh Chiết Giang phi trường quốc tế thật giống như cũng mơ hồ chấn động lên. Không khí bên trong phảng phất có một đầu ẩn núp cự thú tỉnh lại. Trên bầu trời tiếng sấm nổ ầm. Đồng thời, Diệp Thần chân khí trong cơ thể đang cấp tốc trôi qua. Hắn không dám khinh thường, Trịnh trưởng lão cảnh giới so hắn không biết cao nhiều ít. Lần trước là bởi vì là nắm trong tay đối phương máu tươi, hơn nữa vận dụng thuật pháp mới có cơ hội trọng thương Trịnh trưởng lão. Bây giờ đối với chiến, muốn chiến thắng, rất khó. Ước chừng kém ba cái cảnh giới lớn. Cho nên Diệp Thần không thể chút nào khinh thị và nương tay. Duy nhất có thể chống lại tồn tại là Vạn Kiếm Quy Tông. Thiên địa cuốn lên để cho Trịnh trưởng lão trong mắt có trước đó chưa từng có nghiêm túc. Tiểu súc sinh, Vạn Kiếm Quy Tông. Xem ra ngươi là muốn gặp ngươi chết đi tổ tông. Ta tác thành ngươi. Trịnh trưởng lão một tiếng giống giận, kiếm ý cuộn sạch. Sau lưng lại là truyền tới từng cơn kêu lên. Thằng nhóc này có thể để cho Trịnh trưởng lão thi triển một chiêu này, vậy coi là lên nhân vật. Lần trước thấy chiêu này, nhưng mà huyết minh tắm máu Côn Lôn hư một cái tông môn thời điểm. Khi đó Trịnh trưởng lão cực kỳ bá đạo, lại là truyền là giai thoại. Đáng tiếc thằng nhóc này, thần du cảnh bùng nổ như vậy lực lượng, nếu như không chết hiểu, bước vào Côn Lôn hư, trong 10 năm tất nhiên chấn động thiên địa, nhưng là bây giờ thằng nhóc này hẳn phải chết. Những huyết chiến điện kia cường giả nhìn về phía Diệp Thần, rất nhiều người đều lộ ra vẻ đồng tình. Con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, cho dù có kỳ ngộ vậy không thay đổi được sự thật. Lôi Kiếm Vân hai tay chắp sau lưng, từ đầu tới cuối không nói gì. Hắn giết người vô số, đi giống nhau sát đạo. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt Diệp Thần thả ra sát ý, loại này sát ý thậm chí vượt qua hắn. Hắn chân thực không nghĩ ra, một cái hoa hạ hèn mọn con kiến hôi, trên người sát ý, lại có thể thắng được Côn Lôn hư mình. Thằng nhóc này rốt cuộc giết bao nhiêu người. Còn không chờ Lôi Kiếm Vân suy tính rõ ràng, Trịnh trưởng lão kiếm ý đâm rách không khí, đã đi tới Diệp Thần trước mặt. Mà giờ khắc này Diệp Thần, nhưng là đem Vạn Kiếm Quy Tông ngưng tụ tới cực điểm. Hôm nay, ta liền hủy diệt ngươi hết thảy. Diệp Thần bước ra một bước, trên người khí thế bạo tăng, đồ dạo phố xé mấy phần, ở trong cuồng phong múa. Quanh thân tựa như xanh thành vô số kiếm ý. Kiếm ý bỗng nhiên hội tụ, hô khiếu chi thanh không dứt lọt vào tai. Phá! Ngay tại Trịnh trưởng lão trường kiếm tung tích ngay tức thì, Diệp Thần không chút nào né tránh, mang Vạn Kiếm Quy Tông cuộn sạch đi. Trần Thiên Lê kiếm kia ai có thể ngăn cản? Nháy mắt tức thì, Trịnh trưởng lão trường kiếm chính là không chịu nổi Vạn Kiếm Quy Tông lực lượng, trên thân kiếm xuất hiện vô số vết rách. Rậm rạp chằng chịt, đinh, một tiếng. Thậm chí trực tiếp hóa là mảnh vỡ. Cho đến giờ phút này, Trịnh trưởng lão mới tỉnh ngộ lại, linh kiếm vỡ vụn, thậm chí để cho hắn bị cắn trả. Khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể, ta kiếm lại có thể bị chấn bể. Cái này muốn dạng gì lực lượng mới có thể làm được. Lời nói còn không có rơi xuống, Diệp Thần mang theo Vạn Kiếm Quy Tông xông phá hết thảy, đi tới Trịnh trưởng lão trước người. Bá đạo ưu việt kiếm ý phong tỏa Trịnh trưởng lão. Trịnh trưởng lão muốn né tránh căn bản không có thể. Đáng chết, không còn kịp rồi. Trịnh trưởng lão con ngươi thoáng qua lau một cái kiêng kỵ, từ hông gian lấy ra một khối ngọc bội. Cái ngọc bội này chính là Côn Lôn hư Diệp gia ngọc bội. Thậm chí có thể là nói là một cái pháp khí, là ý hắn bên ngoài nơi được. Này ngọc cường thế, thậm chí là hắn cản trở nhiều lần tổn thương. Ngọc bội ánh sáng lóe lên, tựa như ở Trịnh trước mặt trưởng lão hình thành một đạo bình phong che chở. Bành! Vạn Kiếm Quy Tông và bình phong che chở đánh vào nhau. Thế như sơn hà, thiên địa chân áp. Một cổ bá đạo kiếm ý, vào giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ. Sắc sắc! Bình phong che chở xuất hiện từng đạo vết nứt, đồng thời, Vạn Kiếm Quy Tông mang bình phong che chở đụng đi. Trực tiếp đụng vào Trịnh trưởng lão trên mình. Tiểu xúc, Trịnh trưởng lão lời còn chưa nói hết, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hắn bị thương, thực lực rơi xuống không thiếu, mà bây giờ Diệp Thần nhưng là nhất là trạng thái tột cùng. Tương đương, hắn làm sao ngăn trở?
hắn có thể cảm giác được rõ rệt thân thể bên trong tựa như xuyên thấu vô số thượng cổ cự thú, kinh khủng lực lượng rót vào. Vạn thú chà đạp hắn thân thể. Xì. Một ngụm máu tươi cuồng phún ra. Sấm nổ ầm. Trịnh trưởng lão thân thể hung hãn nện xuống đất, vạn trượng bụi đất dậy. Một ngồi hố sâu to lớn chỉ như vậy xuất hiện ở sân bay trên. Trong một cái chớp mắt này, tất cả mọi người đều rõ ràng nghe được trịnh trưởng lão xương cốt gãy lìa thanh âm. Huyết chiến điện người thậm chí còn lôi kiếm vân cũng xoa xoa cặp mắt, bọn họ không dám tin tưởng. Một cái thần du cảnh lại còn có thể bước ngang qua ba cái cảnh giới lớn. Dù là trịnh trưởng lão khinh địch và bị thương cũng không khả năng như vậy à. Tỉnh hồn lại, sân bay trên truyền tới từng đạo khí lạnh tiếng. Một hồi bá đạo gió lớn cuốn lên, bụi đất tiêu tán, hố sâu bên trong trịnh trưởng lão chật vật đứng lên. Quanh thân đều là máu tươi, áo bào tím hoàn toàn vỡ vụn. Chật vật cực kỳ. Hắn vậy đỏ tươi trong mắt chỉ như vậy nhìn chằm chằm xa xa thở dốc Diệp Thần. Hắn chưa từng như này chật vật bị bại. Lại là chưa bao giờ ở huyết minh cường giả trước mặt không chịu được như vậy. Hắn cho phép ở Côn Lôn hư cường giả trước mặt như vậy, nhưng không cho phép ở nơi này thằng nhóc TQ trước mặt như vậy. Diệp Thần. Kinh thiên nộ hống vào thời khắc này vang khắp. Diệp Thần không chút nào lộ vẻ xúc động, thời khắc này trong tay hắn yên lặng nằm một khối ngọc bội. Chính là mới vừa rồi trịnh trưởng lão thi triển Diệp ra ngọc bội. Hắn nhìn phía trên quen thuộc chữ viết, chắc chắn đến từ Côn Lôn hư Diệp ra. Ngọc bội này tại sao sẽ ở huyết minh trên người? Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, đem ngọc bội ném nhập luân hồi mộ địa bên trong. Sau đó, chấn hồn kiếm vừa ra, Diệp Thần lần nữa động. Tiếng gió bên tai từng cơn, từng đạo tàn ảnh như ẩn như hiện. Lão già kia, ngày hôm nay ta không chỉ muốn mạng ngươi, càng phải trong tay ngươi hầm giam chìa khóa. Chấn hồn kiếm mang lạnh thấu xương sắc bén cấp tốc rơi xuống, mắt xem liền muốn xuyên thấu trịnh trưởng lão thân thể. Một giây kế tiếp, trịnh trưởng lão âm u cười. Lòng bàn tay của hắn huyết quang quấn quanh. Sau đó, trực tiếp nắm Diệp Thần chuôi này chấn hồn kiếm. Tiểu súc sinh, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thậm chí bị thương nặng ta, nhưng là ngươi cảm thấy, ngươi thật sự có cơ hội chém chết ta sao? Huyết chiến điện chiến thần đủ để trấn áp ngươi. Dứt lời, Diệp Thần nhận ra được sau lưng một cái bóng đen cướp tới, mặt liền biến sắc. Một mực không nhúc nhích cái đó to lớn người đàn ông ra tay. Người này trình độ nguy hiểm vượt xa trịnh trưởng lão. Đáng chết! Diệp Thần vô số chân khí hội tụ đến trên tay phải, chấn hồn kiếm trực tiếp rút ra. Sau đó chợt hướng phía sau chém tới. Đối diện một cái bóng đen đã rơi xuống. Lôi kiếm vân! Thời khắc này Lôi Kiếm Vân mái tóc dài tung bay, hơi thở ngút trời. Gió lạnh bên trong, tựa như ma thần hạ xuống. Trên người giết hại khí lại là hóa là một đạo huyết lang hư ảnh. Máu này chó sói là cô chó sói, lại là chiến đấu luôn thắng con sói. Bành! Lôi Kiếm Vân chỉ một quyền nện xuống, chạy thẳng tới Diệp Thần chỗ hiểm. Khí tức cường đại, tựa như quả đấm muốn phá vỡ không khí. Diệp Thần chấn hồn kiếm trực tiếp va chạm đi. Nhưng là còn chưa đụng chạm, tại chỗ đánh văng ra. Hai cổ lực lượng chênh lệch quá lớn, Diệp Thần thân thể cấp tốc lui về phía sau. Diệp Thần dòng dã lui mười mấy mét mới dừng lại. Một quyền này, thậm chí để cho hắn ngũ tạng lục phủ đều rất là khó chịu. Lôi Kiếm Vân cười lạnh một tiếng, hoạt động một chút ngón tay, lần nữa hướng Diệp Thần đi. Thằng nhóc, trả lời ta một cái vấn đề. Ta có thể cân nhắc cho một mình ngươi toàn thây. Diệp Thí Thiên bây giờ ở nơi nào? Hắn trên cao nhìn xuống, giọng nói vô cùng hắn lạnh như băng. Ở hắn trong mắt, Diệp Thần đã là nỏ mạnh chi cung. Người này duy nhất giá trị chính là biết Diệp Thí Thiên tung tích. Mà giờ khắc này, Diệp Thần diễn cảm có chút cổ quái. Diệp Thí Thiên, tại sao cái này to lớn người đàn ông tìm Diệp Thí Thiên sẽ tìm được trên người hắn? Ngày đó hắn và Thẩm Thạch Khê cũng đều là dịch dung, hẳn không có bất kỳ lý do gì hoài nghi đến trên người mình à. Vẫn là nói, cái này bên trong khâu nào xảy ra vấn đề. Ngay tại lúc này, bị thương trịnh trưởng lão diễn cảm đại biến. Diệp Thí Thiên và Diệp Thần quan hệ, chẳng qua là hư cấu đi ra ngoài mà thôi. Nếu như Diệp Thần không thừa nhận,
khi đó liền phiền toái. Lôi Kiếm Vân tất nhiên sẽ phát hiện mình đang nói láo. Lừa dối Huyết Minh có thể là tội chết gà, bỏ mặc là thân phận gì. Không nghĩ nhiều nữa, Trịnh trưởng lão vội vàng nói, đại nhân, cái này Diệp Thí Thiên tung tích có thể buổi tối nói sau không gấp, nhưng là dưới mắt trọng yếu nhất chính là bắt lại cái này Diệp thần à. Trì hoãn tiếp nữa, sợ rằng có biến. Lôi Kiếm Vân lạnh mâu nhìn lướt qua Trịnh trưởng lão, hừ lạnh một tiếng, thằng nhóc này cố nhiên rất mạnh, nhưng là ở ta trong mắt nhưng không tính là cái gì, ta muốn giết hắn, mấy giây thời gian sự việc. Nhưng mà, Trịnh trưởng lão mới vừa muốn nói chuyện, Lôi Kiếm Vân liền ngắt lời nói, Trịnh trưởng lão, mời ngươi làm rõ ràng, ta kêu ngươi một tiếng trưởng lão là cho ngươi mặt mũi, không phải để cho ngươi ở chỗ này chỉ huy ta. Hôm nay, ngươi chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được. Ngươi không làm được sự việc, liền do ta Lôi Kiếm Vân làm. Nói xong, Lôi Kiếm Vân nhìn về phía Diệp Thần, tức giận nói, thằng nhóc, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, Diệp Thí Thiên rốt cuộc ở đâu? Diệp Thần tay cầm Trấn Hồn Kiếm, kiếm phong nhắm thẳng vào Lôi Kiếm Vân, gằn từng chữ ta biết thì như thế nào, không biết thì như thế nào. Lôi Kiếm Vân nghe được câu này cuồng vọng lời nói, sát khí hoàn toàn phóng thích. Ta hôm nay sẽ để cho ngươi thần phục ở ta Lôi Kiếm Vân dưới người. Đột nhiên, Lôi Kiếm Vân động. Đạp đạp đạp. Năm bước bước ra, trường phong rẽ sóng. Mỗi một bước, mặt đất liền xuất hiện một đạo ước chừng 33,33 mét rãnh sâu. Làm bước vào bước thứ 5, đi tới Diệp Thần trước người, khí thế lớn tăng. Một quyền đập ra. Một quyền này, huyết lang tựa như sông ra, sói chu từng cơn. Uy áp cường đại cuốn lên không khí, hướng Diệp Thần đè đi. Diệp Thần không dám khinh thường, giống vậy một quyền đánh ra. Bành! Một hồi nổ ầm, quyền phong nổ tung tới, như chết đập xuống trái đất. Thậm chí xông ra vô số ngọn lửa và sấm sét. Hai cổ lực lượng rằng co không nghỉ, nhưng là rất nhanh, sấm sét yếu đi mấy phần. Một giây kế tiếp, ngọn lửa chiếm đoạt hết thảy, mà Diệp Thần thân thể nhưng là đánh bay ra ngoài. Cảnh giới chênh lệch quá xa. Diệp Thần thật vất vả ổn định thân hình, khí huyết dâng trào, để cho hắn cảm giác rất khó chịu. Cánh tay tê liệt cảm giác rất là mãnh liệt. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, Lôi Kiếm Vân bóng người lần nữa rơi xuống. Đỉnh đầu hắn huyết lang hư ảnh, dữ tợn điên cuồng. Lần nữa một quyền đánh phía Diệp Thần. Lần này, Diệp Thần không do dự nữa, một tiếng giống giận, huyết long, đi ra. Huyết long là hắn lớn nhất một trong những lá bài tẩy, hơn nữa mấy ngày nay biến hóa đặc biệt là làm lớn. Hắn ngược lại là muốn thử một chút máu kia chó sói hư ảnh và máu hắn long hư ảnh rốt cuộc cái nào mạnh. Gầm thét tiếng mới vừa rơi xuống, ở giữa thiên địa, một đạo tiếng rồng ngâm xuyên thấu tới. Một giây kế tiếp, Diệp Thần quanh thân hồng quang lóe lên. Rồi sau đó, một cái thanh thế kinh người huyết long hư ảnh trực tiếp từ Diệp Thần trong cơ thể chui ra. Huyết long vừa ra, Lôi Kiếm Vân huyết lang hư ảnh tựa như gặp được cái gì kinh khủng sự việc, trực tiếp rút lại xó xỉnh. Đây là... Lôi Kiếm Vân tròng mắt trợn to. Hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Thần vốn là cục hẳn phải chết, kết quả con mẹ nó làm ra một cái huyết long tới. Dõi mắt toàn bộ Côn Lôn hư, có ai có thể điều khiển huyết long? Không đúng, còn có một người. Diệp Thí Thiên. Mấy ngày trước ở dịch bảo các sự tình phát sinh, lúc ấy thì có người truyền tới cái này Diệp Thí Thiên không chỉ dẫn động thần lôi, lại là nắm trong tay thần long. Móc lửng. Mà trước mắt Diệp Thần cũng là như vậy. Chẳng lẽ trên người hai người này đều có ngự long pháp bảo? Nếu quả thật như vậy, vậy hắn dùng tu luyện, há chẳng phải là nhiều một đạo lá bài tẩy. Giờ khắc này, trong mắt hắn thay đổi có chút cuồng nhiệt. Thằng nhóc, giao ra ngươi võ. Quyền của hắn gió ngay tức thì bạo tăng, phá vỡ hết thảy, trực kích Diệp Thần. Còn chưa rơi xuống, huyết long chui vào Diệp Thần cánh tay phải bên trong. Diệp Thần giống như tay cầm thần long. Mang cuồng sát khí, một quyền đánh ra. Một quyền này, bổ ra hết thảy. Một quyền này, chấn động sơn hà. Bành! Nổ thật to tiếng vang khắp. Sắc sắc, toàn bộ bên trong phi trường cũng vang dội gãy lìa xương cốt thanh âm. Bên chắc không thể gãy huyết chiến điện chiến thần lại có thể bị thương. Bước ngang qua ba cái cảnh giới lớn thì như thế nào?
Diệp Thần cho tới bây giờ không có sợ hãi qua người bất kỳ. Dù là ngươi là thần, hắn Diệp Thần cũng biết không từ thủ đoạn nào đem ngươi kéo xuống thần đàn. Đáng chết! Diệp Thần còn chưa thu quyền, vẻ hàn quang buông xuống, một đạo áo bào tím bóng người cuốn tới. Nghiễm nhiên chính là bị thương Trịnh trưởng lão. Hèn hạ! Nhưng mà Diệp Thần căn bản không tránh khỏi à, hắn đem tất cả sự chú ý đều đặt ở vô cùng cái nguy hiểm tính lôi kiếm vân trên mình. Xích, một tiếng, một chuôi linh khí vòng quanh trường kiếm trực tiếp xuyên thấu Diệp Thần bả vai. Máu tươi không dứt. Diệp Thần cố nén đau đớn trên người, năm ngón tay cầm ở vậy trên trường kiếm, trực tiếp rút ra. Hắn cả người nổi gân xanh, uống một viên đan dược. Gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh trưởng lão gần từng chữ, ngươi lại dám tổn thương ta. Ngày hôm nay ta liền để cho ngươi cảm nhận được, cái gì là giết hại. Thời khắc này Diệp Thần, giết mù quáng. Dù là hôm nay trả giá thật lớn, cũng phải để cho những người này vĩnh cửu ở lại Hoa Hạ. Sư phụ, cho ta một đạo phù. Diệp Thần đối với luân hồi mộ địa đoạn lôi nhân đạo. Bất diệt chi chủ đang luyện chế trảm long vấn thiên kiếm. Đã tiến vào kết thúc giai đoạn. Hắn tự nhiên không thể phiền toái bất diệt chi chủ. Duy nhất có thể tìm xin giúp đỡ chính là đoạn lôi nhân. Đoạn lôi nhân phù văn ngắn thời gian có thể tăng lên Diệp Thần thực lực. Được. Ngay tức thì, Diệp Thần liền cảm giác được trong thân thể nhiều một đạo lực lượng. Đồng thời, vô số nhỏ xíu lôi hồ từ ra bề ngoài tràn ra. Bổn mạng linh phù, đi ra cho ta. Huyết long. Cho ta giúp một tay, hôm nay người ta sóng vai tác chiến, mở một đường máu. Diệp Thần trong cơ thể long ngâm cuồn cuộn. Giờ khắc này tăng vọt hơi thở đem tất cả mọi người dọa sợ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Diệp Thần sẽ ở trong một cái chớp mắt này thay đổi. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác đối mặt không phải một cái thần du cảnh, mà là siêu phàm cảnh, thậm chí là nhập thánh cảnh. Trịnh trưởng lão kịp phản ứng, vội vàng hướng lôi kiếm vân nói. Lôi đại nhân, người này nguy hiểm ngươi vậy cảm nhận được, tuyệt đối không có thần du cảnh đơn giản như vậy, nhanh lên để cho còn dư lại huyết chiến điện người thiết lập trận, bất kể như thế nào, chu diệt người này không thể đợi thêm nữa. Lần này, lôi kiếm vân không có cự tuyệt, tay hắn cầm trận kỳ, cất cao giọng nói, huyết chiến lá cờ, ngưng tụ huyết sát đoạt mệnh trận. Chư thần, chém hết thảy. Thanh âm vang vọng ở tỉnh Chiết Giang phi trường quốc tế. Còn dư lại tất cả mọi người một giây kế tiếp, trong tay rối rít lấy ra một thanh trường kiếm. Vậy bộc phát ra từng cơn kiếm ngân vang tiếng, như sấm ở giữa trời đất nổ tung. Tựa như bây giờ, thiên quân vạn mã đang gào thét. Không mấy thanh trường kiếm nhắm thẳng vào Diệp Thần. Khí thế kia, trực tiếp ở trên bầu trời cao hình thành một đạo màu máu hư ảnh. Dù là Diệp Thần trong cơ thể huyết long đều bị ảnh hưởng. Mấy ngày trước. Bọn họ liền dựa vào trận pháp này, chém giết một vị thánh vương cảnh cường giả. Đối với bọn họ mà nói, Diệp Thần mặc dù cường thế, nhưng là trận này dưới, tất nhiên hữu tử vô sanh. Chẳng lẽ một cái thần du cảnh tiểu tử, có thể ngăn cản hơn 10 vị thần du cảnh, siêu phàm cảnh, nhập thánh cảnh, thậm chí còn mạnh hơn tồn tại? Căn bản không có thể. Giờ khắc này, Diệp Thần liền trong lồng thú bị nhốt, một người độc ngăn cản hết thảy. Tỉnh Chiết Giang phi trường quốc tế bên ngoài. Tất cả mọi người đi tới vùng lân cận cao lầu trên sân thượng, khi thấy một màn này, bọn họ lòng cũng treo lên. Tất cả mọi người đều không coi trọng Diệp Thần. Mặc dù bọn họ biết Diệp Thần yêu nghiệt, nhưng lại yêu nghiệt đi nữa, đối mặt gần đây trăm người Côn Lôn hư cường giả, người lấy cái gì đỡ à? Không lâu lắm, ở mấy người mặc rằn di dùng cường giả vây quanh dưới, một cái cụ già cũng là đi tới sân thượng. Bách Lý Hùng khi thấy cụ già, con người có giúp một cái, vội vàng bước nhanh nghênh đón, lãnh đạo. Tất cả mọi người tại chỗ đều biết ông già thân phận, hô hấp tựa như đình trệ, muốn nói, nhưng không biết nói gì, chỉ có thể biệt xuất một câu, lãnh đạo. Ngài làm sao tới? Cụ già không để ý đến, ánh mắt rơi vào phi trường trên. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, chỉ có Diệp Thần một người sao? Ta an bài những người khác làm sao cũng không có đi vào. Một mình hắn làm sao vác hạ à? Bách Lý Hùng giải thích, lãnh đạo, Diệp tiên sinh ngưng tụ mạnh mẽ trận pháp, chỉ một thân một mình đi, chúng ta muốn đi vào cũng không được. Lần này, Diệp tiên sinh là quyết tâm muốn một người chịu đựng.
Cụ già quả đấm cầm chặt, lau một cái thiết huyết sát khí bao trùm mở. Hoa Hạ muốn đảm bảo Diệp Thần, lại không nghĩ rằng ngược lại hại Diệp Thần. Chẳng qua là, sau ngày hôm nay, không biết kết quả như thế nào. Nếu như Diệp Thần lần này không có trốn qua một kiếp này, vậy trực tiếp ở Hoa Hạ là hắn thiết lập một pho tượng, phong là Hoa Hạ chiến thần. Sự tích của hắn thiên cổ truyền lưu. Mà kinh thành Diệp gia, chính là chiến tướng danh môn. Đây là cụ già duy nhất có thể là Diệp Thần làm. Hắn ngày hôm nay đi mời mấy vị kia bế quan người, dù là hắn thân phận, vậy mời không nhúc nhích mấy người kia. Mấy người kia một lòng tu luyện. Hoa Hạ đối với bọn họ mà nói chẳng qua là nơi dừng lại, bọn họ không quan tâm chút nào những chuyện khác. Tất cả mọi người tại chỗ nghe được ông già câu này lời hứa, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này cam kết vậy quá quý trọng. Hoa Hạ chiến thần cùng với chiến tướng danh môn cái này hai cái gọi, đủ để sừng sững Hoa Hạ quyền thế đỉnh cấp. Từ nay về sau, Hoa Hạ Diệp gia không người nào có thể dung chuyển. Xem ra vị cụ già này thật rất coi trọng Diệp Thần. Lãnh đạo, vạn nhất lá trước sinh sống liền đây. Mặc dù có khả năng mong manh, nhưng là Bách Lý Hùng vẫn là nhẹ giọng nói. Cụ già một phất ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, nếu như Diệp Thần khải hoàn trở về, phía trên cái đó lời hứa như cũ hữu hiệu. Chỉ bất quá đổi làm trấn quốc chiến thần. Đồng thời, Hoa Hạ hết thảy tài nguyên, Diệp Thần đều có quyền hạn điều động. Lời nói vừa dứt hạ. Tỉnh Chiết Giang phi trường quốc tế bên kia lại truyền tới cả người kinh thiên vang lớn. Huyết sát đoạt mệnh trận lực lượng xuyên thấu hết thảy, vô số đạo lạnh như băng thực cốt ý định giết người hướng Diệp Thần điên cuồng đi. Diệp Thần không thể nghi ngờ là lâm vào tĩnh mịch. Căn bản không có đường sống. Cái này lực bộc phát tính căn bản đánh đâu thắng đó. Đột nhiên, trên sân thượng có người kinh hô, Diệp Tiên sinh động. Hắn không có tránh. Ngược lại là hướng những cái kia côn lôn hư cường giả phóng đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt cũng bắn đi ra ngoài. Phát hiện tại chỗ chỉ có một đạo tàn ảnh. Còn chân chính Diệp Thần nhưng là xông vào đám người bên trong. Một thanh kiếm, một người, một con rồng. Không chút kiêng kỵ qua lại. Thương Long Huyễn Thân Quyết ngưng tụ đến mức tận cùng. Phen tầm từng cơn. Rất nhanh sẽ tới đạo mấy vị huyết chiến điện cường giả trước mặt, khí thế tăng vọt đến cực điểm, vạn đạo kiếm nổi điên cuồng cướp ra. Mỗi một kiếm, cũng phóng thích đến mức tận cùng. Đoạn lô nhân lực lượng, bổn mạng linh phù, thậm chí còn máu lực rồng. Cũng vào giờ khắc này, hóa là Diệp Thần kiếm trong tay ý. Xé kéo, vô tận chân khí, tựa như hoàng hà lao nhanh, điên cuồng chém giết. Mấy giây ngắn ngủi. Ngưng trận mấy vị huyết chiến điện người tại chỗ hóa là một đạo xương máu. Cái này còn xa xa không có kết thúc. Diệp Thần lần nữa hướng một bên kia mấy người lao đi. Đến mức, một mảnh hỗn độn. Trừ máu tươi và giết hại, chỉ có thi thể. Diệp Thần là chiến đấu mà sống, hắn biết giờ phút này mình không cách nào ngăn cản huyết sát đoạt mệnh trận, chỉ có đập tan từng cái. Kích phá càng nhiều, liền đem lực lượng hạn chế đến nhỏ nhất. Hắn thở hồng hộc, trên mình tất cả đều là mồ hôi và máu tươi, đối mặt những cường giả này, quá hao phí tinh khí thần. Mỗi thi triển ra mấy kiếm, hắn không thể không điên cuồng chiếm đoạt một số đan dược. Mấy giây thời gian, thì đã giết 10 người. Nếu như lại đánh tiếp, thật có thể hủy diệt trận pháp. Lôi Kiếm Vân và Trịnh trưởng lão hoàn toàn biến sắc, nhìn nhau, trực tiếp hướng Diệp Thần lao đi. Một quyền, một kiếm, phá vỡ hết thảy. Không cách nào ngăn trở. Phốc xích. Diệp Thần đối mặt hai vị cao cấp cường giả giáp công, chỉ có thể đem chấn hồn kiếm lột, ngược lại hướng hai người lao đi. Cho dù ngăn cản Lôi Kiếm Vân nhất kích, nhưng là Trịnh trưởng lão ngưng tụ kiếm lãng vẫn là không giữ lại chút nào đánh vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi, hung hãn đập ra ngoài. Hai chân ở rơi xuống đất ngay tức thì, dẫm ở một chiếc máy bay trên, nhẹ một chút mấy cái. Vững vàng rơi tại máy bay chóp đỉnh. Hắn sắc mặt tái nhợt, gắt gao cắn môi. Mà vậy huyết sát đoạt mệnh trận đã ngưng tụ tới cực điểm, sau đó, vô số đạo kiếm ý phá không tới. Lần này, hắn còn muốn phá trận rất khó. Những cái kia bên ngoài trên sân thượng người, tất cả mọi người quả đấm nắm chặt. Bọn họ tức giận,
nhưng là có biện pháp gì? Cái thế giới này võ đạo vi tôn, thực lực chính là vương đạo. Côn Lôn hư cường giả bất kể là cảnh giới vẫn là võ cũng vượt qua xa bọn họ. Bọn họ chỉ có thể ở trên sân thượng nhìn. Nếu như giống như Diệp Thần như nhau bước vào trong đó, sợ rằng liền một giây đồng hồ cũng chống đỡ không dưới. Thằng nhóc này, thật tận lực, nhưng mà, cho hắn lớn lên thời gian vẫn là quá thiếu, nếu như lại cho hắn 10 năm, Côn Lôn hư vậy không người nào có thể dung chuyển hắn. Cụ già thật dài thở dài một hơi, tịch mịch hết sức. Nhiều năm qua như vậy, hắn một mực lấy là có thể nắm trong tay hết thảy. Nhưng là bây giờ, cảm giác vô lực để cho hắn tức giận. Mà tỉnh Chiết Giang phi trường quốc tế bên trong. Tất cả mọi người một kích mạnh nhất toàn bộ đi tới Diệp Thần trước người. Càng ngày càng gần, Lôi Kiếm Vân và Trịnh trưởng lão không có ra tay, âm u cười. Bọn họ rất rõ ràng, Diệp Thần bị trọng thương, đan điền chân khí sợ rằng ở đó mấy đánh dưới, không có bao nhiêu. Phá trận, một cái không sai biệt lắm phế nhân vậy tồn tại, làm sao phá? Bọn họ thậm chí trong lòng có chút đáng tiếc, dù sao lấy Diệp Thần thiên phú. Nếu như tiến vào huyết minh, sớm muộn sẽ trở thành là giống như bọn họ giống vậy tồn tại. Vậy vô số đạo ý định giết người càng ngày càng đến gần Diệp Thần. Diệp Thần hoàn toàn bị huyết sát đoạt mệnh trận bao vây. Linh khí chung quanh toàn bộ biến mất. Dù là Diệp Thần muốn phản kháng cũng không cách nào vận dụng linh khí. Ta thật chẳng lẽ phải chết? Không được, ta không có bước vào Côn Lôn hư, còn chưa cứu được phụ thân. Thậm chí liền mình thân thế chi mê cũng không có tháo ra. Còn không thấy những cái kia đã rời đi các sư phó. Ta tại sao có thể chết? Giờ khắc này Diệp Thần đứng dậy. Trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó. Đột nhiên, Diệp Thần trong mắt toát ra một đạo ánh sáng, khóe miệng lại là lộ ra một đạo nụ cười thần bí. Nụ cười này, tựa như có thể chấp chưởng hết thảy. Đứng tại máy bay tột đỉnh hắn. Nhìn bao phủ mà đến sát ý, 20 mét, 10 mét, 1 mét. Khi cuối cùng khóa ngắn đến 1 mét thời điểm, Diệp Thần trong tay sử dụng một đạo kiếm quyết. Ta là bất diệt chi chủ, nếu ngươi đem ta tỉnh lại, ta không muốn thiếu ngươi ân huệ, hôm nay, sẽ đưa ngươi một đạo kiếm quyết. Vạn thần kiếm quyết cùng nhau, vạn kiếm thần phục. Nhìn như gân gà, nhưng có thể quyết định sống chết. Diệp Thần tay cầm kiếm quyết, nháy mắt tức thì. Tỉnh Chiết Giang bầu trời mây đen bao phủ. Cả thế giới đều tối sầm. Đây là thiên cầu thực nguyệt, trên sân thượng những người đó kinh hô thành tiếng. Nhưng lại không giống. Cái này dị tượng chưa bao giờ nghe, tựa như toàn bộ tỉnh Chiết Giang cũng rơi vào bóng tối vô tận và địa ngục bên trong. Âm gió mạnh thổi phất tới. Khí âm lãnh thậm chí để cho tất cả mọi người không nhịn được dùng mình một cái. Lôi Kiếm Vân và Trịnh trưởng lão giống như vậy. Loại cảm giác này giống như bị một đôi địa ngục ánh mắt nhìn chằm chằm. Rợn cả tóc gáy. Đây là cái gì hơi thở, chẳng lẽ đại năng hạ xuống? Lôi Kiếm Vân sợ hãi nói. Trịnh trưởng lão cũng mặc kệ cái gì dị tượng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Chỉ cần Diệp Thần chết, tới cái gì dị tượng cũng không có vấn đề. Mắt xem vậy từng chuôi kiếm muốn đâm vào Diệp Thần thân thể. Đột nhiên, dị biến nổi lên. Một đạo kim quang bao trùm Diệp Thần quanh thân. Sạch bóng ngay tức thì do Diệp Thần là trung tâm, lan tràn ra. Cả thế giới vào giờ khắc này sáng lên. Cái này còn không là đáng sợ nhất. Đáng sợ là vậy hơn 10 vị huyết chiến điện trong tay cường giả linh kiếm hoàn toàn động lại. Không cách nào đến gần Diệp Thần một phần một chút nào. Đây là cái gì quỷ? Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng. Đùng đùng, vang khắp ở lớn trên. Tất cả mọi người kiếm toàn đều rơi vào trên đất, thậm chí cong. Mà cong phương hướng chính là Diệp Thần. Cảm giác này giống như là vạn kiếm thần phục. Cái này, làm sao có thể? Huyết chiến điện cường giả trong lòng khiếp sợ, lại là tung lên vạn trượng sóng biển. Bọn họ kiếm cũng không phải là cái gì hàng rác rưởi sắc, đặt ở hoa hạ, tất nhiên cũng là đứng đầu tồn tại. Thậm chí mỗi một thanh kiếm đều là vô cùng cao ngạo, căn bản không có thể thần phục. Nhưng mà giờ phút này, nhưng là thiết thiết thực thực xảy ra. Lôi Kiếm Vân bối rối. Trịnh trưởng lão lại là run rẩy thân thể, một loại dự cảm xấu lan khắp toàn thân.
Ai có thể nghĩ tới cường thế vô cùng huyết minh sát trận, vào giờ khắc này, chỉ như vậy bị người phá giải. Mấu chốt không biết là ai à? Chẳng lẽ là Diệp Thần? Vào thời khắc này, Diệp Thần động. Điên cuồng xông vào đám người bên trong. Quanh thân huyết long vần quanh, đến mức, sấm sét nổ tung. Kiếm hắn mang chính là vạn trượng hồng quang, như liệt diễm ngút trời, cháy thiên địa. Thế không thể đỡ. Phốc phốc phốc. Những cái kia còn chưa từ vạn kiếm thần phục trong hình tỉnh hồn lại cường giả, thân thể chém rách. Thân thủ chia lìa. Mặt đất đều là vô tận máu tươi, tựa như sông máu. Thê thảm tiếng, thống khổ tiếng, tiếng cầu xin tha thứ, vang khắp chu vi trăm mét. Nhưng là Diệp Thần thờ ơ. Hắn đem bên trong đan điền tất cả lực lượng hội tụ ở chấn hồn kiếm trong, kiếm ý có thể đạt được, chính là biển chết. Lôi đại nhân, cứu mạng. Cứu mạng à. Đối mặt Diệp Thần cường thế, những huyết chiến điện kia người khủng hoảng. Lại là rối rít hướng Lôi Kiếm Vân cầu cứu. Cứu mạng, ta đã nói, hôm nay, bất kể là ai, cũng biết hoàn toàn bỏ mạng ở nơi này. Thiên vương lão tử tới cũng không cứu được ngươi các. Diệp Thần thanh âm vang khắp vân tiêu, tựa như sấm nổ vang. Thời khắc này hắn chính là giết hại vua. Một kiếm lại một kiếm rơi xuống, vô tận sát chiêu phóng thích. Ông ông ông, thiên địa làm biến sắc. Thời khắc này Diệp Thần tựa như hoàn toàn dung hợp ở vạn đạo kiếm pháp bên trong. Lại là đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Cả người như cầu vòng sâu trời, phá vỡ chân trời. Âm gió gào thét, mặt đất run rẩy, ai cùng tranh phong. Thậm chí, bởi vì Diệp Thần tốc độ quá nhanh, sắp đến không có người có thể thấy rõ Diệp Thần động tác. Trên sân thượng cụ già không thể, Bách Lý Hùng không thể, Lôi Kiếm Vân và Trịnh trưởng lão vậy là không thể. Diệp Thần lưu cho bọn hắn chỉ có một phiến hư ảnh. Hư ảnh có thể đạt được, chính là máu tươi. Đáng chết, Diệp Thần, ngươi dám. Lôi Kiếm Vân gầm thét tiếng đột nhiên truyền ra, hắn và Trịnh trưởng lão điên cuồng lao đi. Muốn tổ ngăn trở, mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là dừng lại. Chấn hồn kiếm cắm ở trên mặt đất, hai tay chắp sau lưng, đồ dạo phố lên tràn đầy máu tươi. Bây giờ chỉ còn lại các người hai người. Thanh âm đạm mạc chỉ như vậy yên lặng rơi xuống. Dứt lời, mấy chục đạo thân thể nổ bể ra. Toàn bộ chết. Ai có thể nghĩ tới, huyết minh huyết chiến điện rất nhiều cường giả liền chết như vậy. Không chỉ bị người phá huyết sát đoạt mệnh trận, lại là ở ngắn ngủi 10 giây thời gian, toàn bộ hóa là xương máu. Giờ khắc này, cả thế giới tựa như an tĩnh lại. Trên sân thượng tất cả mọi người thân thể run rẩy. Diệp tiên sinh, lại có thể còn sống. T. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần vậy ngạo nghễ dáng người. Không tưởng tượng nổi. Thậm chí thoáng như mộng. Đây cũng là Hoa Hạ Trấn Quốc chiến thần. Hoa Hạ cũng như trận chiến này thần, ai có thể ngăn cản. Lão nhân cười, xem ra ta lo lắng là dư thừa, thiên địa lớn, có thể vây khốn Diệp Thần chỉ có chính hắn, mà không phải là người khác. Mà giờ khắc này, Trịnh trưởng lão và Lôi Kiếm Vân nhưng là lửa giận cháy. Cái này trăm người nhưng mà huyết minh huyết chiến điện tinh nhuệ à. Không biết là huyết minh giải quyết nhiều ít vấn đề. Nhưng là giờ phút này, chết hết. Không một người còn sống. Lần này, không chỉ Diệp Thần sống hay là chết, bọn họ trở lại huyết minh, tất nhiên phải chịu đựng minh chủ ngút trời tức giận. Tiểu súc sinh, ngươi lại dám hủy huyết minh căn cơ. Hôm nay, ta muốn chỉnh cái Hoa Hạ là ngươi bồi tội. Trịnh trưởng lão, ngưng tụ máu tươi, chém chết Diệp Thần. Lôi Kiếm Vân tựa như một cái người điên, cấp tốc hướng Diệp Thần lao đi. Trịnh trưởng lão cũng là bước ra một giọt máu tươi, thậm chí cháy. Hắn khí thế nhảy lên tới trình độ cao nhất, thương thế cũng đã biến mất. Giá cao như vậy, chỉ là chém chết một cái thần du cảnh. Nếu như bị Côn Lôn hư người biết chính là một chuyện tiếu lâm. Diệp Thần nhìn trước mắt ý định giết người, quả đấm cầm chặt. Đan điền chân khí đã hoàn toàn biến mất. Hắn thật tốt mệt mỏi. Chém chết những người này cũng không phải là đùa giỡn. Cho dù là nhập thánh cảnh cường giả cũng không có tư cách, nhưng mà hắn làm được. Không riêng gì bởi vì vậy đạo kiếm quyết, càng bởi vì hắn liều mạng. Bành! Ba đạo lực tính bỗng nhiên va chạm. Huyết long gầm thét, sấm điểm vần quanh. Ánh lửa phun ra.
phốc xích. Diệp Thần thân thể chấn động một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Huyết long trực tiếp tiêu tản ra. Đã là cực hạn, mà vốn mệnh linh phù cũng là rút về thân thể, lại cũng không cách nào là Diệp Thần mà chiến. Diệp Thần chỉ cảm thấy ngắn ngủi nghẹt thở, trước mắt tối sầm, thân thể mất đi khống chế, hướng phía sau bay ngược. Tiểu súc sinh, ngươi có bản lãnh mạnh hơn nữa à? Lôi kiếm vân lại là một quyền đập vào Diệp Thần trên thân hình. Diệp Thần muốn ngưng tụ trận phù nhưng là không thể nào. Mà Trịnh trưởng lão cũng là tơ không buông lỏng chút nào, kiếm ý ngút trời, như kiếm mưa rơi xuống. Diệp Thần đồ dạo phố hóa là vỡ vụn. Hắn cởi trần trước trên người, lộ ra từng đạo vết sẹo. Vết sẹo nhìn thấy mà giật mình. Đây là Diệp Thần 5 năm này ở Côn Lôn hư thừa nhận. Lôi kiếm vân và Trịnh trưởng lão đều là sợ hết hồn. Thằng nhóc này rốt cuộc trải qua cái gì? Bất quá cũng không nghĩ nhiều, nâng kiếm hướng Diệp Thần đi. Thời khắc này Diệp Thần khí huyết quay cuồng, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động. Cánh tay tê dại, cơ hồ không có khí lực lại đi ngăn cản. Dù là đan dược vậy không làm nên chuyện gì. Thằng nhóc, Diệp Thí Thiên tin tức ta vậy không muốn biết, hôm nay ta liền muốn ngươi chết. Lôi kiếm vân và Trịnh trưởng lão bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi bắn về phía Diệp Thần, hóa là xương máu bọc. Đồng thời hai người một kích mạnh nhất đánh ra, mặt đất chấn động. Gió lớn gầm thét, bất kỳ đến gần vật, đều bị vô tình biến dạng. Phảng phất là một đầu máu ý ngưng tụ cự thú viễn cổ, hướng Diệp Thần nuốt đi. Diệp Thần cưỡng ép chống đỡ thân thể không ngã xuống. Đây là hắn duy nhất có thể làm. Thần du cảnh để hơn 10 vị siêu phàm cảnh trên cường giả, lại là chém chết. Sợ là so Diệp Thí Thiên truyền thuyết còn muốn kinh người đi. Diệp Thần tự diễu nói. Mắt xem vậy giết hại cự thú viễn cổ phải chiếm đoạt Diệp Thần, ngay tại lúc này, luân hồi mộ địa ánh sáng lóe lên. Một chuôi khí tức cuồng bạo xung kích ra. Diệp Thần tròng mắt trợn to. Hắn thân thức nhìn lướt qua luân hồi mộ địa. Nhưng phát hiện bất diệt chi chủ đã mở mắt ra. Trảm long vấn thiên kiếm lại có thể luyện chế thành công. Còn chưa cùng Diệp Thần phản ứng, vậy Trảm Long Vấn Thiên Kiếm chính là cảm nhận được ngoại giới hết thảy, trực tiếp xông đi ra. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm có Trảm Long Kiếm kiếm linh. Vô số lần sống chết bây giờ, hắn và Diệp Thần có cực mạnh ăn ý. Hắn mang theo cuồng bạo giết hại ý, trực tiếp lao ra luân hồi mộ địa. Kiếm quang lóe lên, nháy mắt tức thì liền trôi lơ lửng ở Diệp Thần trước mặt. Trảm Long Kiếm, Diệp Thần nhẹ nhàng líu díu. Lại là đưa tay ra sờ một cái trôi lơ lửng ở trước người kiếm. Thân kiếm lạnh như băng, lại có một tia ấm áp. Một người đến từ thân kiếm, một người đến từ kiếm linh. Ngươi có bằng lòng hay không và ta sóng vai mà chiến? Diệp Thần nói. Nguyện ý. Để cho Diệp Thần bất ngờ là, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm lại truyền đến một giọng nói. Cái này. Diệp Thần hoàn toàn bị dọa. Còn không chờ hắn kịp phản ứng. Chính là thấy được Trảm Long Vấn Thiên trên, lơ lửng một đạo hư ảnh. Hư ảnh mơ hồ, chắp hai tay sau lưng, nhưng có thể cảm giác được đường danh, và Diệp Thần giống nhau như đúc. Mắt xem vậy cự thú cắn nuốt, trên thân kiếm hư ảnh phác họa một đạo độ cong, ta sống ở giết hại, ta cũng sắp chết tại giết hại, ta là mộ chủ mà sống, cũng là mộ chủ mà chết. Ta phải dùng ta kiếm chung kết cái này thế gian tà ác, cho dù ta kiếm trong tay nhận đã bể tan tành. Cũng không cách nào ngăn trở ta con đường. Trảm Long. Vấn Thiên. Bóng người lạnh như băng. Một giây kế tiếp, kiếm ý xuyên thấu hết thảy. Trảm Long Vấn Thiên kiếm hướng Lôi Kiếm Vân và Trịnh trưởng lão lực lượng đi. Làm chạm được cự thú hư ảnh nháy mắt, trực tiếp biến dạng. Rầm 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 rầm. Khoảnh khắc gian vô số kiếm ảnh bao trùm thiên địa. Trực tiếp hướng Lôi Kiếm Vân và Trịnh trưởng lão đi. Đầy trời kiếm quang, kiếm khí tràn ra. Cái này, đây là cái gì kiếm? Lôi Kiếm Vân hoàn toàn kinh hãi. Hắn ở Côn Lôn hư thấy qua vô số thần kiếm, nhưng chưa bao giờ gặp qua trước mắt Trảm Long Vấn Thiên Kiếm. Mấu chốt kiếm này ở giữa kiếm linh lại có thể xuất hiện ở trên thân kiếm. Đây là thượng cổ kiếm mới có dị tượng, hiện đang tại sao xuất hiện ở Hoa Hạ. Trịnh trưởng lão toàn thân lạnh cả người. Hắn lại nhìn về phía Diệp Thần chỉ có vô tận sợ hãi.
Ai có thể nghĩ tới hết thảy đều là thằng nhóc này trên mình bộc phát ra. Vốn là bị thương hai người chỉ cảm thấy một tòa cự phong trấn áp xuống. Trịnh trưởng lão đưa tay ra, theo bản năng muốn phá vỡ. Lại không nghĩ rằng, kiếm ý quấn quanh tay hắn cánh tay. Tại chỗ biến dạng, à, gào thét chi tiếng vang lên, hắn muốn thoát khỏi, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Hắn chỉ có thể chịu đựng vậy vô tận kiếm ý xuyên thấu toàn thân. Phong tỏa hắn hết thảy. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm chỉ như vậy xé Trịnh trưởng lão toàn thân. Hắn hai cái tay đều bị vô tình chặt đứt. Trên mình vết thương lớn nhỏ chừng bách sử. Nhìn thấy mà giật mình. Hắn trong lòng duy nhất ý tưởng chính là sống sót. Nhưng là ở thanh kiếm này trước, hắn căn bản không có năng lực chống cự à. Lôi kiếm vân cũng không khá hơn chút nào, hắn vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Nếu như không phải là bởi vì luyện thể, hắn thân xác phỏng đoán đã sớm không chịu nổi. Hắn nhìn một cái xa xa Diệp Thần, hắn rất rõ ràng, muốn chỉ muốn thoát khỏi cái này thần kiếm. Duy nhất biện pháp chính là chém chết Diệp Thần. Không do dự nữa, hắn bước ra một giọt máu tươi tại trên ấn đường, máu tươi cháy, nhanh chóng hướng Diệp Thần lao đi. Mắt xem thì phải chạm được Diệp Thần, người sau cười lạnh một tiếng, năm ngón tay nắm chặt kiếm tới. Nháy mắt tức thì, hồng quang tựa như xuyên thấu thời gian sông dài, rơi vào Diệp Thần trên tay. Tay cầm Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, Diệp Thần lại phát hiện đan điền chân khí đang điên cuồng khôi phục. Hắn lúc này mới nhớ tới, cái này Trảm Long Vấn Thiên Kiếm nhưng mà cất giấu một cái cỡ nhỏ long mạch à. Cái này bất diệt chi chủ thật là đưa một phần đại lễ cho hắn à. Hắn nhìn về phía đâm đầu vào Lôi Kiếm Vân, nhàn nhạt nói, người ta vốn không có ân oán, ngươi ngàn không nên vạn không nên chính là bước vào hoa hạ đất, lại càng không nên gia nhập huyết minh. Ta nói qua, người huyết minh, ta muốn chém tận giết tuyệt. Động một cái, kinh mưa gió. Hai động, quỷ thần khiếp. Vạn đạo kiếm quyết, cao nhất kiếm pháp, chém. Trong tay Trảm Long Vấn Thiên Kiếm tựa như hội tụ thành một đạo vạn trượng trường kiếm, trực tiếp hướng trọng thương Lôi Kiếm Vân bổ tới. Cái này bổ một cái, ngăn cách sống chết. Lôi Kiếm Vân trong mắt trợn to, ở vạn trượng kiếm ảnh dưới, hắn phát hiện mình vô cùng nhỏ bé. Chiến thần. Giờ khắc này, cái này vinh dự hình như là sỉ nhục vậy. Liền một cái hoa hạ thần du cảnh tiểu tử cũng không giết chết. Chiến thần cái dám à. Hắn rất rõ ràng, trận chiến này, huyết minh định trước toàn quân chết hết. Trăm đạo sinh mạng minh bài chấn vỡ. Minh chủ và hộ pháp giận dữ. Toàn bộ Côn Lôn hư huyết minh đều phải động đất. Mà đây hết thảy người đầu tiêu, chính là thanh niên trước mắt, Diệp Thần. Xé kéo. Một kiếm này, bỗng nhiên rơi xuống. Ngày tháng không ánh sáng, sơn hà chấn động. Lôi Kiếm Vân muốn ngăn trở, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Hắn trong miệng không ngừng khạc ra máu tươi, chật vật đến mức tận cùng. Lại cũng không chịu nổi, hắn vậy ngăn trở cánh tay trực tiếp bị đập bể. Tựa như nửa người cũng bị chém đứt. Cường đại kiếm khí càng đem hắn đánh bay ra ngoài. Phốc xích. Hắn ước chừng bay mười mấy mét, cả người nặng nề đập vào máy bay trên. Văng lên đầy trời bụi bặm. Mà tỉnh chiết giang phi trường lên nhưng là xuất hiện một đạo vết kiếm sâu. Tựa như rãnh trời. T. Thấy một màn này, trên sân thượng người vây xem ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không chỉ trăm người bị Diệp Thần chém chết. Hơi thở kia cực kỳ kinh khủng hai người nhưng là mất đi năng lực chiến đấu. Diệp Thần lấy lực một người. Ngăn cơn sóng dữ. Trời ạ, Diệp Tiên Sinh thắng. Diệp Tiên Sinh lại có thể ở trăm vị Côn Lôn hư cường giả trên tay, cũng có thể thành thạo chém chết. Sau trận chiến này, Diệp Thần tên chữ phỏng đoán muốn vang khắp toàn bộ Côn Lôn hư à. Người suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người đều chết, ai đem tin tức truyền tới Côn Lôn hư đi. Điều bí mật này, chúng ta phải nát vụn trong lòng, nếu không vô cùng hậu hoạn. Tất cả mọi người vốn cho là kết thúc chiến đấu, Diệp Thần vô tình chết ở hai đại cường giả trong tay. Lại không nghĩ rằng, kết quả một lần nữa để cho người mở rộng tầm mắt. Diệp Thần lại có thể một kiếm nghiền ép, hăm hở. Một chiêu. Cái này Diệp Thần kết quả là làm sao làm được? Hắn mới tới tuổi 20 à? 20 tuổi, từ Ninh Ba người thứ nhất,
vượt qua đến Hoa Hạ người thứ nhất chỉ bất quá nửa năm. Bây giờ chẳng lẽ cái này Diệp Thần còn muốn thành là Côn Lôn Hư người thứ nhất? Hắn sẽ là cái đầu tiên từ Hoa Hạ đi ra Côn Lôn Hư cao cấp cường giả sao? Những cái kia người vây xem, trong lòng trừ rung động, vẫn là rung động. Giờ phút này, Diệp Thần từng bước hướng Lôi Kiếm Vân và Trịnh trưởng lão đi tới. Hai người chỉ có thể nằm trên đất, ngửa mặt trông lên Diệp Thần. Bọn họ con người tràn đầy lửa giận, nhưng là không thể làm gì. Nhưng là bọn họ biểu hiện lại là không đồng nhất. Trịnh trưởng lão chống đỡ thân thể, quỳ xuống Diệp Thần trước mặt, Diệp tiên sinh, là ta có mắt không biết Thái Sơn, xin Diệp tiên sinh tha ta một mạng, ta cảnh giới ở Côn Lôn Hư không tính là yếu, ta nguyện ý rời đi huyết minh, vì đại nhân nô bộc, cho đại nhân làm trâu làm ngựa. Lôi Kiếm Vân hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Trịnh trưởng lão, tức giận nói, người mẹ hắn đang nói gì? Ngươi vì còn sống, lại bán đứng huyết minh. Nếu là con mẹ nó bị minh chủ biết, ngươi có thể chịu đựng minh chủ tức giận. Trịnh trưởng lão không để một chút để ý, tiếp tục hướng Diệp Thần cầu xin tha thứ. Nếu như không cầu tha thứ, đó chính là bây giờ chết, cầu xin tha thứ nói không chừng còn có thể sống mấy ngày à. Diệp Thần kiếm phong rơi vào Trịnh trưởng lão trên mình, nhàn nhạt nói, ta chỉ muốn biết một chuyện, ta phụ thân Diệp Thiên Chính có thể bị ngươi nhốt ở huyết minh hầm giam bên trong. Trịnh trưởng lão nhìn một cái Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, con người xúc đến mức tận cùng, vội vàng nói, Diệp tiên sinh, ta biết ta biết. Ta hướng ngài thề, ta không nhúc nhích hắn một sợi lông tơ, hắn ở huyết minh hầm giam bên trong thật tốt. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng sử dụng một khối huyết minh ngọc bội. Phía trên có khắc thiên lao hai chữ. Diệp tiên sinh, ngọc bội này chính là tiến vào huyết minh và vậy hầm giam chìa khóa. Vậy hầm giam là thượng cổ khốn tù, trừ hai cây huyết minh chìa khóa, không có những biện pháp khác có thể mở ra, còn có một cái chìa khóa ở minh chủ nơi đó. Còn nữa, ngài phụ thân trong cơ thể có một đạo lực lượng bảo vệ hắn, huyết minh bỏ mặc động dùng thủ đoạn gì cũng không phá nổi cái này lực lượng, đây cũng là chúng ta trong vòng điều tra phán đoán nguyên nhân. Diệp Thần năm ngón tay nắm chặt, ngọc bội trực tiếp rơi vào lòng bàn tay. Hắn có thể cảm nhận được ngọc bội chi ở giữa lực lượng thần bí, tất nhiên và một đạo trận pháp có quan hệ. Đối phương hẳn không có lừa gạt hắn. Nếu lấy được rồi chìa khóa, cái này Trịnh trưởng lão liền không có giá trị. Diệp Thần sát y phóng thích mở. Diệp tiên sinh, không nên giết ta thực lực đủ để thành là đầy tớ của ngươi à. Chí ít có thể giúp ngươi giải quyết rất nhiều chuyện à. Ngài nhất định phải tiến vào Côn giả dối, thậm chí huyết minh. Ta vừa vặn có thể làm một cái người dẫn đường. Cảm nhận được Diệp Thần ý định giết người, Trịnh trưởng lão vội vàng nói. Thanh âm lại là run rẩy. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, một kiếm rơi xuống. Trịnh trưởng lão đầu lâu chỉ như vậy rơi ở trên mặt đất. Hai tròng mắt trợn to, vô cùng dữ tợn. Hắn căn bản không nghĩ tới mình thật sẽ chết. Huyết dịch tiệm nhiễm đất đai, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thần ánh mắt chỉ có lạnh lùng. Dù là những người này có lớn hơn nữa giá trị, hắn cũng không biết lưu. Sau đó, Diệp Thần con ngươi lại rơi vào Lôi Kiếm Vân trên mình. Mà Trảm Long Vấn Thiên Kiếm nhưng là đụng chạm đối phương cổ. Vô cùng lạnh như băng. Lôi Kiếm Vân lên bản thân thẳng tắp, không có sợ hãi chút nào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, tức giận nói, ta sẽ không cầu ngươi. Ngươi muốn giết cứ giết. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, đột nhiên nói, mới vừa rồi ngươi có phải hay không hỏi ta Diệp Thí Thiên tin tức. Nếu như ta không đoán sai, lần này, các người đại quân áp sát biên giới, cái này hẳn chủ yếu là dùng để đối phó Diệp Thí Thiên đi. Lôi Kiếm Vân nghe được Diệp Thí Thiên tên chữ, con ngươi có giúp một cái, lạnh lùng nói, là thì như thế nào. Vậy ta liền thỏa mãn ngươi đi, nếu ngươi muốn biết Diệp Thí Thiên. Ta hôm nay sẽ để cho ngươi thấy Diệp Thí Thiên. Một giây kế tiếp, Diệp Thần ngón tay bóp quyết, lòng bàn tay tản ra một đạo ánh sáng, lại là ở trước mặt lau một cái. Ngay tức thì Diệp Thí Thiên mặt mũi hiển lộ. Bướng bỉnh bất tuần Lôi Kiếm Vân con ngươi trợn to. Trong lòng tung lên vạn đạo sóng biển. Vô số nghi ngờ vào giờ khắc này tháo ra. Huyết Long. Chiến lực cường đại. Nghịch thiên kiếm kỹ. Hắn đưa tay ra. Chỉ Diệp Thần nói, ngươi là Diệp Thí Thiên. Làm sao có thể, ta,
Ta đã sớm nên nghĩ tới. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, nếu ngươi biết, vậy ta liền có thể an tâm đưa ngươi lên đường. Kiếm dậy, kiếm rơi. Máu tươi phun ra. Một quả đầu lâu chỉ như vậy rơi xuống đất. Huyết chiến điện chiến thần Lôi Kiếm Vân, lúc này chết. Huyết chiến điện trăm người lúc này táng sinh hoa hạ. Thời khắc này Diệp Thần thật dài thở ra một hơi. Hắn tựa như đặt mình vào một phiến biển máu bên trong. Nói thật, hắn mặc dù đi sát lục chi đạo, nhưng chưa bao giờ từng giết nhiều như vậy Côn Lôn hư cường giả. Nếu như không có Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, nếu như không có Luân Hồi Mộ Địa trợ lực, ngày hôm nay, chết có thể chính là hắn. Đột nhiên, hắn phát hiện cái này một phiến biển máu bên trong mơ hồ có một cổ khí huyết sắt ngưng tụ mà thành, lại là điên cuồng hướng Diệp Thần cướp tới. Đây là... Còn không chờ Diệp Thần kịp phản ứng, trong cơ thể hắn huyết long hư ảnh lần nữa ngưng tụ, lại là điên cuồng hấp thu những cái kia khí huyết sát. Trăm người máu tươi, đây đối với Diệp Thần sát lục chi đạo, cùng với trong cơ thể huyết long hư ảnh đều là vật đại bổ. Mơ hồ bây giờ, Diệp Thần phát hiện huyết long hư ảnh quanh thân lóe lên từng cơn hồng mang, thân thể lại là không ngừng trở nên lớn. Không chỉ như vậy, những khí tức kia lại là chui vào Diệp Thần thân thể, thậm chí để cho Diệp Thần mơ hồ có một tia đột phá ý. Chẳng lẽ giết hại có thể để cho ta mạnh hơn? Diệp Thần nhíu mày một cái, tự nhủ. Ban đầu sát lục đạo quân nói qua lời tương tự tiếng nói, hắn xem thường, bây giờ nhìn lại, có thể thật như vậy. 10 phút sau, hết thảy tất cả đều bị hấp thu sạch sẽ. Huyết Long cũng trở về Diệp Thần thân thể bên trong. Diệp Thần đem Trảm Long Vấn Thiên Kiếm trước bỏ vào Luân Hồi Mộ Địa bên trong, đồng thời trong tay lấy ra một khối ngọc bội. Đây là huyết minh hầm giam chìa khóa. Đã có chìa khóa này, cũng nên đi một chuyến huyết minh. Mặc dù phụ thân trong cơ thể có một đạo lực lượng bảo vệ, huyết minh những người đó luôn sẽ có biện pháp đối phó. Chẳng qua là không biết lần này tiến vào Côn Lôn hư, nơi đó biến thành dạng gì. Là không là vật là người không phải. 5 năm trước biết những người đó còn sống không? Diệp Thần đem huyết minh hầm giam chìa khóa thu cất. Hướng tỉnh Chiết Giang phi trường quốc tế đi ra ngoài. Còn chưa đi ra bên ngoài, chính là phát hiện vô số đạo thân ảnh đứng ở bên ngoài chờ đợi hắn. Không chỉ Bao Bồi Dân và Bách Lý Hùng, thậm chí Hoa Hạ nắm trong tay quyền thế tối cao cụ già cũng tới. Diệp Thần ngón tay bóp quyết, trận pháp kia trực tiếp biến mất, đã không có bất kỳ tác dụng. Diệp tiên sinh, Bao Bồi Dân đầu tiên là bước ra một bước, thần sắc kích động đến trình độ cao nhất. Diệp tiên sinh, từ nghìn năm qua, ngài tuyệt đối gọi là hoa hạ người thứ nhất. Mới vừa rồi từng màn kia, thậm chí để cho ta ngộ đạo liền mấy phần. Bồi Dân ở chỗ này cảm ơn Diệp tiên sinh. Bao Bồi Dân cùng với sau lưng hoa hạ người bảo vệ khá là cung kính. Bọn họ mặc dù coi là lên hoa hạ trên mặt nổi mạnh nhất tồn tại, càng là thủ hộ trước hoa hạ. Nhưng là cùng Diệp Thần so với, chênh lệch thực sự quá lớn. Một người chém 100 vị Côn Lôn hư cường giả, 100.000 năm qua, không có một người Hoa có thể làm được à. Côn Lôn hư thật ra thì bản thân thuộc về Hoa Hạ, nhưng là bởi vì linh khí chênh lệch quá lớn. Vì phòng ngừa Côn Lôn hư linh khí chảy vào Hoa Hạ bên trong, hơn 1.000 vị trận pháp đại năng ngưng tụ một đạo thượng cổ trận pháp, đem Hoa Hạ và Côn Lôn hư tách ra. Hơn nữa thiên vị đại năng và Hoa Hạ đương cục ký hiệp nghị. Côn Lôn hư cường giả không bao giờ ở Hoa Hạ vận dụng võ lực, người vi phạm, bọn họ sẽ tự chế tài. Đáng tiếc, theo thời gian trôi qua, cái này một giấy văn thư sớm đã không có giá trị. Vậy năm đó thiết lập trận thiên vị đại năng vậy đã sớm biến mất không gặp. Hoa Hạ linh khí càng ngày càng mỏng manh, Côn Lôn hư linh khí nhưng là càng ngày càng nồng đậm. Chênh lệch to lớn, Côn Lôn hư tự nhiên vậy không có hứng thú gì đối với Hoa Hạ ra tay. Nhưng là ai biết ngang trời vấn thế Diệp Thí Thiên và Diệp Thần. Hai người ngăn cơn sóng dữ thế, nghiền ép hết thảy, lại là đánh mặt toàn bộ Côn Lôn hư tông môn và cường giả. Thật là yêu nghiệt. Diệp Thần hướng Bao Bồi Dân gật đầu một cái, lại là vỗ vai hắn một cái. Hắn có thể cảm nhận được Bao Bồi Dân trên người đột phá ý, xem ra trận chiến này, đối với ảnh hưởng của hắn cũng là khá là to lớn. Bất quá Bao Bồi Dân vậy coi là người mình. Diệp Thần tự nhiên hy vọng đối phương trở nên mạnh mẽ. Sau đó,
Diệp Thần ánh mắt rơi vào ông già trên mình. Tất cả mọi người tại chỗ thân phận đều không cách nào và cụ già chống lại. Cụ già dĩ nhiên là chú ý tới Diệp Thần ánh mắt, thanh âm già nua vang lên, Diệp Thần, ngươi theo ta tới một chuyến, có một số việc ta cần và ngươi nói. Được. Cùng lúc đó, Côn Lôn Hư. Một tòa nguy nga trên đỉnh núi. Bảy vị ông già nhìn đầy trời biển mây, trao đổi Côn Lôn Hư thế cục. Cái này bảy vị ông già bất kỳ ở giữa một cái lấy ra, đủ để rung động toàn bộ Côn Lôn Hư. Bọn họ nắm trong tay Côn Lôn Hư tài nguyên, bọn họ tay cầm cao nhất quyền lợi. Bọn họ thực lực đủ để phá hủy hết thảy. Một vị trong đó chính là Huyết Minh Minh chủ Kiếm Huyết Trầm. Một vị ăn mặc màu vàng trường bào ông già hai tay chắp sau lưng, sờ râu nhàn nhạt nói, nghe nói đoạn này thời gian Hoa Hạ ngược lại là có một đạo chuyện lý thú, Hoa Hạ núi Côn Lôn. Cũng là Côn Lôn Hư cửa vào vùng lân cận, bộc phát một trận đại chiến, ngang trời xuất thế một cái kêu là Diệp Thí Thiên thiếu niên. Tin đồn cái này Diệp Thí Thiên cực kỳ yêu nghiệt, căn cốt 20 cỡ đó, cảnh giới lại có thể ở nhập thánh cảnh thậm chí còn thánh vương cảnh trên. Cái này dõi mắt Côn Lôn Hư, cũng không có loại thiên phú này người đi. Không chỉ như vậy, trên người người này có cao nhất kiếm quyết, lại là điều khiển thần lôi và cự long, như vậy tồn tại, nếu để cho hắn lớn lên. Côn Lôn Hư sợ là vĩnh sinh không được an bình. Một ông cụ khác hiển nhiên là cũng là nghe nói, nhìn về phía Kiếm Huyết Trầm, nói cái này Diệp Thí Thiên mặc dù chỉ xuất hiện qua một lần, nhưng là để cho Côn Lôn Hư trên dưới lòng người bàng hoàng, ta tông môn đệ tử lại là không lòng tu luyện. Hơn nữa, trận chiến ấy, thảm nhất sợ là Dịch Bảo Các và Huyết Minh đi, ta có thể nghe nói, hai thế lực lớn, không chừa một mống, có thể nói diệt môn. Lời này vừa nói ra, vô số đạo ánh mắt rơi vào Kiếm Huyết Trầm trên mình. Kiếm Huyết Trầm ánh mắt lạnh như băng, hắn đã để cho Huyết Chiến Điện người đi lấy hạ Diệp Thí Thiên, hẳn muốn không được bao lâu sẽ có kết quả. Nhìn tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung ở trên người mình, Kiếm Huyết Trầm hừ lạnh một tiếng, đây chẳng qua là chói mắt, vậy Diệp Thí Thiên nào có như thế khoa trương, không quá ta Huyết Minh quả thật tổn thất mấy vị đệ tử, chỉ bất quá những đệ tử này đều là bất nhập lưu tồn tại. Thậm chí muốn bước vào Huyết Chiến Điện đều khó. Còn nữa, cái này Diệp Thí Thiên chém giết người Huyết Minh, muốn thoát thân căn bản không có thể, ta đã phái Huyết Chiến Điện cường giả bắt lại người này. Nói không chừng, ngày mai, các người là có thể thấy cái này Diệp Thí Thiên. Kiếm Huyết Trầm khóe miệng lộ ra người thắng vui sướng. Mấy người còn lại nghe được Huyết Chiến Điện, rối rít gật đầu, chiến thần lôi kiếm vân ta nhưng mà nghe nói qua, ở cái tuổi này bước vào đến thực lực này. Lại là chém chết nhiều cường giả như vậy, người này muốn bắt Diệp Thí Thiên chắc có thể. Xem ra cái này Diệp Thí Thiên lập tức phải bại lộ ra. Hắn ngàn không nên vạn không nên, liền không nên đắc tội lão kiếm ngươi à. Sang sáng tiếng cười truyền tới. Kiếm Huyết Trầm cũng là cười một tiếng, nhưng là rất nhanh, hắn nụ cười liền cứng lên. Bởi vì trong đầu hắn liên lạc đột nhiên chặn. Trịnh trưởng lão và Lôi Kiếm Vân lại có thể cũng bỏ mình. Làm sao có thể? Thời khắc này hắn sắc mặt tái nhợt đến mức tận cùng. Hắn theo bản năng lấy là mình lầm, nhưng là rất nhanh, giữa eo treo linh vật vang lên. Vật này hình dáng có chút giống điện thoại di động, nhưng là cao cấp không thiếu, quanh thân vần quanh linh khí. Điện chủ, không xong, xảy ra chuyện lớn, ngay vừa mới rồi, mấy trăm cái sinh mạng minh bài toàn bộ vỡ vụn. Cái này còn không là đáng sợ nhất, đáng sợ là... Lôi đại nhân và Trịnh trưởng lão tất cả đều bỏ mình. Bọn họ lần này là đi Hoa Hạ, chẳng lẽ Hoa Hạ xảy ra chuyện? Bên đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm hoảng sợ. Thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng là mấy người tại chỗ tu vi mạnh mẽ, muốn nghe được lại là hồi nào đơn giản. Bọn họ đồng loạt sắc mặt hơi đổi một chút. Lại là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lại có thể lại là Hoa Hạ. Mấu chốt cái này Huyết Chiến Điện phái ra cũng không phải là cái gì thế yếu lực à. Làm sao có thể vô duyên vô cớ xảy ra chuyện. Giờ khắc này, Kiếm Huyết Trầm sắc mặt tái xanh. Nếu như hắn nhớ không lầm, Hoa Hạ phái đi ra ngoài trăm người. Cái này trăm người đội ngũ chủ yếu là đi tìm Diệp Thí Thiên. Rất hiển nhiên, trăm người bị chém chết, tất nhiên và Diệp Thí Thiên có liên quan. Hắn thật không nghĩ tới Hoa Hạ linh khí này thiếu thốn địa phương còn có thể ra đời như vậy yêu nghiệt tồn tại. Một cái Diệp Thí Thiên còn chưa đủ sao? Mấu chốt giờ khắc này,
hắn thật trên mặt không liên quan à? Huyết Minh Cường giả bị một cái hoa hạ tới không minh thân phận người tắm máu. Thật là liền mẹ hắn đúng vậy là sỉ nhục. Diệp Thí Thiên, kiếm huyết trầm ý định giết người phóng thích, trên đỉnh núi mây đen phun trào. Vạn trượng sấm sét ầm ầm nện xuống. Chân núi cây lớn nghiền, thậm chí hóa là một phiến ngọn lửa bắt đầu liễu nguyên. Kim Bảo ông già thấy một màn này, áo khoác chấn động một cái, gió lớn cuốn lên, ngọn lửa tắt. Sau đó lại là vỗ vào kiếm huyết trầm bả vai trên, lão kiếm, huyết chiến điện trăm người không giết chết một cái Diệp Thí Thiên. Chẳng lẽ cái này Diệp Thí Thiên ở Thánh Vương cảnh trên? Coi như cái này Diệp Thí Thiên là Côn Lôn hư lớn có thể bồi dưỡng cũng không khả năng như vậy nghịch thiên a, từ trình độ nào đó mà nói, cái này Diệp Thí Thiên đã uy hiếp được chúng ta, thậm chí còn toàn bộ Côn Lôn hư. Ta đề nghị toàn bộ Côn Lôn hư và Hoa Hạ truy nã Diệp Thí Thiên. Thậm chí chúng ta có thể liên hiệp Côn Lôn hư phần lớn tông môn phong sát người này. Ta cũng không tin, cái này Diệp Thí Thiên còn có thể áp đảo Côn Lôn hư trên. Kiếm huyết trầm nhìn một cái Kim Bảo ông già, thầm tư mấy giây, cuối cùng chợt gật đầu nói, được, ta huyết minh coi như có một chút hợp tác tông môn, chúng ta chia nhau hành động. Côn Lôn hư cách cục và quy tắc đã định, không cho phép người khác phá hoại, cái này Diệp Thí Thiên không riêng gì ta huyết minh kẻ địch, càng là cả Côn Lôn hư kẻ địch. Vậy sáu đạo thân ảnh chắc chắn hết thảy, bước ra một bước, trực tiếp tiêu tán ở mây mù bên trong. Tựa như tiên nhân, có thể gặp thực lực khủng bố. Một tòa nhô lên cao lầu trên. Tầng chót. Phòng bị xâm nghiêm. Cả nhà chỉ có ba người. Diệp Thần, cụ già cùng với Bách Lý Hùng. Ba người lực lượng đủ để dung chuyển toàn bộ Hoa Hạ, đây cũng là một lần cấp sử thi gặp gỡ. Cụ già xuyên thấu qua kiếm cửa sổ nhìn chiếc giang phi trường quốc tế phương hướng, từng cái đầu dằn di chiến sĩ đã đang làm quét đuôi công tác. Hoa Hạ tất cả chuyến bay vậy khôi phục. Chỉ bất quá tỉnh chiết giang phi trường quốc tế thời gian ngắn muốn cử động nữa dùng cơ hồ không thể nào. Cụ già quay đầu, già nua trên mặt lộ ra một đạo đã lâu nụ cười, Diệp Thần, từ vừa mới bắt đầu ta liền coi trọng ngươi, bây giờ nhìn lại, ta không có nhìn lầm. Ngươi bây giờ thực lực có thể dung chuyển huyết chiến điện trăm người, thậm chí chém chết huyết chiến điện thành danh đã lâu chiến thần, trận chiến này, đủ để tái nhập Hoa Hạ võ đạo lịch sử. Diệp Thần lắc đầu một cái, chẳng qua là vận khí mà thôi. Cụ già xoay người, gằn từng chữ, người có biết vận khí cũng là thực lực một số. Lần này ta tìm ngươi tới, chủ yếu là hai chuyện. Cụ già nói tới chỗ này, nhìn một cái Bách Lý Hùng tự nhiên biết liền cái gì, lấy ra một cái có khắc Hoa Hạ ký hiệu hộp, đặt ở Diệp Thần trước người. Vô cùng tinh xảo, thép chế tạo. Diệp Thần nhìn trước mặt hộp nhíu mày một cái, đây là cái đồ gì? Đây là thuộc về ngươi đồ, cũng là ta hành xử quyền lực lớn nhất một lần. Lão nhân nói, ở trên trời đài thời điểm, hắn sẽ để cho người phía dưới đánh tạo. Bỏ mặc kết quả như thế nào, cái này đều là thuộc về Diệp Thần. Diệp Thần đem hộp mở ra, thấy được bên trong có một bản giấy chứng nhận, cùng với một quả huy chương. Huy chương chi trên có khắc một đạo lãnh ngạo bóng người chung quanh lẩn quẩn một cái huyết long. Cái này không để cho Diệp Thần kinh ngạc, để cho hắn kinh ngạc là chữ viết phía trên trấn quốc chiến thần. Cái này bốn chữ tựa như nào đó ma lực, có thể chống lại hết thảy. Thô bạo vô biên. Diệp Thần, ta biết ngươi không thích bất kỳ trói buộc nào, Hoa Hạ cũng không có tư cách trói buộc ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đem phần vinh dự này nhận lấy. Trấn quốc chiến thần, vượt qua toàn bộ Hoa Hạ hết thảy quyền lợi, cục võ đạo cũng hoặc là bất kỳ Hoa Hạ ngành đều không cách nào ràng buộc ngươi, thậm chí ở Bách Lý Hùng trước mặt, cầm ra vật này, hắn cũng muốn nghe làm tại ngươi. Cái này huy chương ý nghĩa vượt qua hết thảy. Ta biết ngươi không biết quan tâm, nhưng là đây là Hoa Hạ nhất nên cho ngươi. Còn nữa, kinh thành Diệp gia cũng sẽ thành là Hoa Hạ chính thức thừa nhận gia tộc cao cấp, bị Hoa Hạ cấp bậc cao nhất bảo vệ. Diệp Thần nhìn một cái huy chương cùng với trong hộp giấy chứng nhận, gật đầu một cái, vẫn là nhận. Mặc dù vật này bây giờ đối với hắn tới nói không có gì thực chất chỗ dùng, nhưng điều này đại biểu Hoa Hạ thái độ. Chuyện thứ hai, cũng là ta đến tìm ngươi chuyện trọng yếu nhất. Ngươi biến mất 5 năm, từ một người bình thường vượt qua thành làm trấn quốc chiến thần, nếu như ta không đoán sai, 5 năm này, ngươi hẳn ở Côn Lôn hư đi. Cụ già híp mắt nói.
ta không có rình rập ngươi bí mật ý nghĩa, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, chuyện này xa xa không có kết thúc. Diệp Thần ngón tay gõ mặt bàn, thoải mái thừa nhận nói, 5 năm này ta xác thực ở Côn Lôn Hư vượt qua. Cái này đã không tính là bí mật gì. Cụ già mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là con ngươi co giúp một cái, sau đó nghiêm túc nói. Quả nhiên, Diệp Thần, huyết minh ta hiểu rõ một chút, hắn tồn tại, áp đảo quy tắc trên, huyết chiến điện vậy chẳng qua là huyết minh ở giữa một đạo lực lượng mà thôi, mặc dù trọng yếu, nhưng là cùng huyết minh chỗ sâu những cường giả kia mà nói, chênh lệch vẫn có một ít. Ngươi đến từ Côn Lôn Hư, hẳn rõ ràng Côn Lôn Hư quy tắc, mạnh hiếp yếu, bên trong thế lực lại là bao che đến mức tận cùng, ngươi giết huyết minh nhiều người như vậy, vậy huyết minh minh chủ dĩ nhiên là ngồi không yên, tiếp theo đường, nên đi như thế nào, ta hy vọng chính ngươi nghĩ rõ ràng. Bất quá ngươi yên tâm, ngày hôm nay tất cả người vây xem, ta cũng sẽ phái người lau đi trí nhớ, sẽ không có người bất kỳ tiết lộ. Diệp Thần có thể cảm nhận được ông già chăm chỉ, bất quá hắn cũng không sợ huyết minh trả thù. Làm huyết minh mang đi phụ thân một khắc đó trở đi, hắn và huyết minh chỉ có thể tồn tại một cái. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn liền giết tới huyết minh. Để cho đám người này cảm nhận được vì sao là ngút trời tức giận. Dưới mắt huyết minh muốn trả thù căn bản không có thể, dựa theo đám người này tiến vào hoa hạ ý đồ, phỏng đoán huyết minh tất nhiên sẽ đem hết thảy các thứ này truy cứu trách nhiệm đến Diệp Thí Thiên trên mình. Nhưng mà thế gian thật có Diệp Thí Thiên sao? Hắn Diệp Thần nói có, thì có. Hắn Diệp Thần nói không có, thế gian ai có thể tìm được Diệp Thí Thiên? Cụ già cảm nhận được Diệp Thần trên mình bộc phát ra cường đại tự tin, tiếp tục nói, Diệp Thần, tiếp theo ngươi định đi nơi đâu? Diệp Thần đứng lên, nhìn về phía núi Côn Lôn phương hướng, ta muốn đi một chuyến Côn Lôn Hư, còn không xác định bao lâu, Diệp gia và bạn ta liền tạm thời nhờ các người chiếu cố. Ta tùy thời có thể trở về. Hắn không phải là không muốn đem mẫu thân và Hạ Nhược Tuyết các nàng mang nhập trong đó. Mà là lần này, hắn là hướng về phía huyết minh đi, bên trong hung hiểm không người nào có thể biết. Mang theo mẫu thân và các nàng, chỉ sẽ để cho các nàng rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Một khi cứu ra phụ thân, hắn sẽ gặp trở lại Hoa Hạ, đến lúc đó các nàng nếu như muốn tiến vào Côn Lôn Hư, Diệp Thần cũng biết mang các nàng đi vào. Cụ già tự nhiên biết Diệp Thần phải làm gì, trong lòng muốn khuyên giới, nhưng vẫn là không có nói ra miệng, chỉ có thể nói, Diệp Thần, người yên tâm, có ta một ngày ở đây, người bất kỳ muốn động Diệp ra, tuyệt không thể nào. Trừ phi từ ta trên thân thể hắn bước qua đi. Nghe được câu này lời thề, Diệp Thần trong lòng cảm động, một giây kế tiếp, từ luân hồi mộ địa lấy ra 6 bình đan dược. Vật này coi như là ta đưa lễ vật cho ngươi, xin hãy nhận lấy, ngươi như không thu, cái này Trấn Quốc Chiến Thần 4 chữ ta liền không cần. Cụ già do dự mấy giây, vẫn là gật đầu nhận lấy. Sau đó, Diệp Thần lại sử dụng một giọt máu tươi trực tiếp bắn vào ông lão thức hải bên trong. Tinh huyết này có thể cùng ta thành lập liên lạc, dù là xa ở ngoài ngàn dặm, đồng thời tinh huyết này còn có ta một đạo lực lượng. Nếu như ngươi hoặc là Diệp gia gặp nguy hiểm đều có thể sử dụng. Cụ già cảm thụ trong óc máu tươi lực lượng, nghiêm túc nói, được. Diệp Thần cuối cùng vẫn là rời đi liền lầu cuối. Xa nhau lúc đó, hắn và Bách Lý Hùng trò chuyện rất nhiều. Bách Lý Hùng tối hôm nay liền muốn trước thời hạn tiến vào Côn Lôn Hư. Diệp Thần để cho Bách Lý Hùng và hắn cùng nhau tiến vào, nhưng bị cự tuyệt. Bách Lý Hùng đã kéo quan hệ. Có người dẫn đường. Ngay tại tối nay, vậy Côn Lôn Hư người dẫn đường, sẽ không cho hắn cơ hội lần thứ hai. Hắn đánh cuộc hết thảy, liền là muốn một cái câu trả lời. Cái này hoặc giả chính là Bách Lý Hùng huyết tính và nghiêm túc đi. Bách Lý Băng có Bách Lý gia tộc trấn giữ, tự nhiên không thể nào có nguy hiểm gì. Hoa Hạ bây giờ chứ Côn Lôn Hư không xác định, vậy coi là an bang. Hắn đúng là muốn là mình làm một chuyện. Biệt thự Minh Thúy. Diệp Thần trở lại biệt thự, phát hiện Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh đã ở kiểm kê ngày hôm nay bạc thái trở về chiến lợi phẩm. Tiểu thần tử, ngày hôm nay tỉnh Chiết Giang thời tiết thật đúng là không đúng, mấy con đường đều bị cảnh sát giao thông phong, bầu trời thậm chí lúc sáng lúc tối, lúc ấy ta và Ngụy Dĩnh còn cảm thấy ngày tận thế đây. Ngươi nói ta cái này bộ quần áo như thế nào?
Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp nháy, tâm tình coi như không tệ. Nhưng là rất nhanh, Hạ Nhược Tuyết liền phát giác Diệp Thần không đúng. Nàng không ngu ngốc, liên lạc một ít chuyện tình, chính là rõ ràng liền cái gì, trực tiếp nắm Diệp Thần tay, hướng lầu 2 đi, đúng rồi, trên lầu có kiểu đồ quên cho ngươi, ngươi theo ta tới một chút, rất nhanh. Lầu 1 chỉ để lại Ngụy Dĩnh đang sửa sang đồ. Nàng trên mình hiện lên từng tia khí lạnh, trên cổ phách huyền thạch vỡ vụn mấy phần. Đây là Diệp Thần mới vừa cho nàng đổi đi lên. Nhưng là ngày hôm nay tỉnh chiết giang dị tượng, nhưng là để cho nàng trong cơ thể ẩn núp lực lượng mơ hồ có tỉnh lại cảm giác. Thậm chí trong đầu không ngừng có thanh âm vang lên, mơ mơ màng màng, mơ hồ bây giờ và Côn Luân cái này hai chữ có liên quan. Biệt thự lầu 2, cửa phòng đóng lại. Hạ Nhược Tuyết nhìn Diệp Thần, ngón tay nhỏ nhắn đem Diệp Thần trên tóc một phiến bể lá bắt lại, ngươi là không phải muốn đi Côn Luân hư. Hạ Nhược Tuyết thanh âm vô cùng bình tĩnh, không có một tia chập chờn. Diệp Thần nghe được câu này trợn to mắt mâu, hắn có thể không nói gì à, Nhược Tuyết làm sao biết. Nhìn Diệp Thần phản ứng, Hạ Nhược Tuyết cười một tiếng, nhất tiếu khuynh thành. Côn Luân hư ta rất sớm liền nghe ngươi nói đến, hơn nữa bá phụ chắc cũng là bị mang nhập Côn Luân hư, ngươi nóng này ta còn không rõ ràng, ngươi trở về diễn cảm một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, hiển nhiên là phải đi nơi đó. Diệp Thần, ta muốn nói, ngươi nguyện ý mang ta đi chung đi không? Hạ Nhược Tuyết trong mắt hiện lên vẻ mong đợi. Diệp Thần lắc đầu một cái, lần này đi Côn Luân hư, hung hiểm dị thường, nếu như mang theo ngươi, chỉ biết nguy hiểm hơn. Bất quá chờ ta Côn Luân hư sự việc xử lý xong hết, ta liền tới đón ngươi cửa cùng nhau đi vào. Còn nữa, Côn Luân hư bản thân ngay tại Hoa Hạ bên trong, nếu như ta muốn đi ra, vậy là vô cùng dễ dàng. Hạ Nhược Tuyết nhíu đôi mi thanh tú suy tư mấy giây. Liền thư thái nói, ta nói qua, ta sẽ đứng ở sau lưng của ngươi giúp đỡ ngươi, nhưng là lần này, ta cho ngươi cả tháng thời gian, trong một tháng, bỏ mặc có hay không giải quyết, ngươi đều phải đi ra gặp ta. Nếu như ngươi không ra, ta liền cùng Tôn Di các nàng cùng nhau đi vào tìm ngươi. Cái này một tháng, ta sẽ giúp ngươi thật tốt trông nom Diệp gia, sau đó ta sẽ thật tốt tu luyện, tranh thủ không cho ngươi mất thể diện. Dứt lời, Hạ Nhược Tuyết đưa tay ra. Đè ở Diệp Thần bền chắc trên lồng ngực. Còn như bây giờ, ta chỉ muốn có ngươi. Diệp Thần còn chưa kịp phản ứng, chính là cảm giác được quanh thân một cổ nhàn nhạt khí lưu bọc. Một giây kế tiếp, hắn chính là bị Hạ Nhược Tuyết đẩy tới trên giường. Hạ Nhược Tuyết chỉ như vậy ngồi ở Diệp Thần trên mình. Cho dù cách quần áo, vậy xúc cảm cũng là rất là mãnh liệt. Hạ Nhược Tuyết đem thác nước vậy mái tóc dài đặt ở một bên. Môi đỏ mọng trực tiếp đến gần. Chạm tới Diệp Thần mềm mại bờ môi. Bờ môi gặp nhau, đầu lưỡi thiêu động Diệp Thần tâm huyền. Vừa hôn dưới, tình mê khó mà tự kiềm chế. Cổ, nhĩ tế, ngực, thậm chí còn bụng, đều bị môi đỏ mọng bao trùm. Diệp Thần trên người quần áo cũng bị rút đi. Hai người không mảnh vải che thân ôm nhau, vậy sau cùng lửa dục cũng là đốt đốt. Hai đạo cơ hồ thân thể hoàn mỹ chỉ như vậy dán thật chặt. Hạ Nhược Tuyết ánh mắt mê ly, nhẹ giọng nói. Một tháng này tính, ngươi đều phải cho ta, còn có hạ tháng tính, ta cũng muốn. Thở dốc tiếng dần dần vang lên, Hạ Nhược Tuyết nắm cái gì, nóng như lửa, chậm rãi bỏ vào. Khắp phòng xuân sắc làm cho không người nào có thể quên trong lòng. Ngày thứ hai, Kinh Thành. Diệp Thần trở lại Kinh Thành Diệp gia. Tôn Di đã phá quan, ở Diệp Thần cường đại đan dược dưới, thành công bước vào ly hợp cảnh. Chu Nhã mấy ngày trước liền trước thời hạn trở về, cảnh giới ổn định cách hợp cảnh tầng thứ tư. Duy chỉ có mẫu thân Giang Dung vẫn không có xuất quan. Diệp Thần nhìn vậy phòng tu luyện từng cơn chập chờn, nhìn về phía Tôn Di, mụ ta đến bây giờ còn cũng không có đi ra. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình mẫu thân sẽ từ một cái chán ghét người tu luyện. Biến thành một cái tu luyện cuồng ma. Hắn cũng rất rõ ràng, mẫu thân tại sao phải như vậy thay đổi. Vì phụ thân, càng vì cái nhà này. Mẫu thân không hy vọng hết thảy gánh nặng đè ở Diệp Thần trên mình, nàng muốn chia sẻ. Đây là một cái mẫu thân ý tưởng chân thật nhất. Có thể vì đứa nhỏ buông tha hết thảy. Tôn Di lắc đầu một cái, bá mẫu vẫn không có đi ra, không ngày không đêm tu luyện. Đột phá hơi thở cũng không biết bao nhiêu lần,
thậm chí có mấy lần kinh thành bầu trời có từng cơn lôi kiếp, rất là khủng bố. Tiểu thần tử, người nói bá mẫu có thể hay không tẩu hỏa nhập ma? Diệp thần mới vừa muốn nói chuyện, một cổ cực mạnh đột phá hơi thở cuộn sạch. Không chỉ như vậy, trên bầu trời lôi kiếp cuồng bạo hết sức. Diệp thần nhìn vậy lôi kiếp, diễn cảm dữ tợn. Bởi vì hắn cảm nhận được mẫu thân bây giờ bước vào lại là thần du cảnh. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Mình giàu gì tu luyện 5 năm, lại là có luân hồi mộ địa bực này nghịch thiên tồn tại. Mặc dù hắn cho mẫu thân cung ứng vô số đan dược, nhưng là cũng không khả năng bực này tốc độ đột phá à. Dù là mẫu thân là năm đó hoa hạ mạnh nhất thiên phú người, cũng không khả năng như thế khoa trương à. Hắn lần đầu tiên phát hiện, mình xem thường mẫu thân. Mới bước vào con đường tu luyện một tháng không tới người, là có thể đến thành tựu bây giờ. Ngay tại Diệp thần nghi ngờ lúc đó, luân hồi mộ địa đoạn lôi nhân thanh âm vang lên. Đồ nhi, xem ra mẫu thân ngươi hoàn toàn thức tỉnh. Hẳn là một thứ gì đó đả kích mẫu thân ngươi, để cho mẫu thân ngươi ở trong tuyệt vọng thức tỉnh huyết mạch. Quỷ dị nhất, mẫu thân ngươi huyết mạch trong cơ thể không đơn giản à. Người phụ thân Diệp Thiên Chính, còn có ngươi trên người mẫu thân bí mật ngươi xa xa không có tư cách đụng chạm, bất quá nguyên nhân chính là trên người hai người thiên phú và bí mật, lúc này mới sanh ra ngươi, luân hồi mộ địa lựa chọn ngươi, vậy không phải là không có nguyên nhân. Diệp thần sâu đậm nhìn một cái phòng tu luyện, không có lựa chọn quấy rầy, mà là đem muốn rời đi tin tức nói cho tất cả mọi người. Tôn Di và Chu Nhã mặc dù thời gian đầu tiên muốn đi theo Diệp thần tiến vào Côn Lôn Hư, nhưng là cuối cùng vẫn là ở Hạ Nhược Tuyết khuyên buông tha. Các nàng biết mình thực lực, bây giờ tiến vào Côn Lôn Hư chẳng qua là cho Diệp thần thêm phiền phức mà thôi. Huống chi, Diệp thần đáp ứng các nàng, một tháng tất nhiên đi ra. Các nàng chỉ có thể đem cái này làm Diệp thần xuất ngoại du lịch một tháng. Sau đó, Diệp thần lại đang Diệp gia ở một ngày. Ngày này, hắn cũng không có làm gì, chỉ có bầu bạn. Ngày thứ hai, núi Côn Lôn phi trường quốc tế. Ba đạo thân ảnh xuống máy bay, mở xe sấp hướng núi Côn Lôn chỗ sâu đi. Cái này ba đạo thân ảnh chính là Diệp thần, Huyết Phong Hoa cùng với Thẩm Thạch Khê. Huyết Phong Hoa dịch dung, dù sao đối với Huyết Minh mà nói, hắn đã là một người chết. Nếu như sống trở về, rất nhiều chuyện không nói được. Huyết Phong Hoa đối với Huyết Minh biết rõ, càng là trở thành Diệp thần nô bộc. Lần này đối phó Huyết Minh, cực kỳ mấu chốt. Thẩm Thạch Khê thực lực cùng với đối với Côn Lôn Hư biết rõ, đủ để thành là hắn cánh tay trái bên phải bàng. Mang hai người ổn thỏa nhất. Xe rất mau dừng lại, Thẩm Thạch Khê nhìn một cái Diệp thần, nhẹ giọng nói, Diệp tiên sinh, có cần hay không đi trước Vạn Kiếm Tông? Vạn Kiếm Tông ở Côn Lôn Hư cũng coi là đại tông môn. Vậy Huyết Minh cũng không dám động Vạn Kiếm Tông, nếu như Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người liên hiệp lực lượng đối phó Huyết Minh, mặc dù không có thể đánh bại, nhưng là trọng thương vẫn là có thể. Diệp thần lắc đầu một cái, Vạn Kiếm Tông lực lượng mặc dù cường thế, nhưng là quá nhiều người, không cần phải cứng đối cứng, cùng sau khi tiến vào, người càng ít càng tốt, Huyết Minh dĩ nhiên là muốn tiêu diệt, tuyệt không phải bây giờ. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là cứu ra ta phụ thân. Thẩm Thạch Khê cẩn thận suy nghĩ một chút, quả thật như vậy, vẫn là Diệp tiên sinh nghĩ chu nói. Ba người liền xuống xe, vừa mới chuẩn bị hướng bên trong xa xa một tòa cửa đi tới, Huyết Phong Hoa nhưng là dừng bước. Diệp tiên sinh, ngài mau tới đây. Huyết Phong Hoa gắt gao nhìn chằm chằm một nơi thông báo phần bố cáo mở miệng nói. Diệp thần và Thẩm Thạch Khê nhướng mày một cái, đi về phía thông báo phần bố cáo, chính là phát hiện hai giống như bức họa. Chính là Diệp Thí Thiên cùng với dịch dung Thẩm Thạch Khê. Thẩm Thạch Khê chán nghiêm túc đến mức tận cùng, trong mắt lại là bộc phát ra sắc bén. Bởi vì đây không phải là giống vậy lệnh truy nã, mà là trăm tông lệnh truy sát. Núi Côn Lôn trên trăm cái tông môn liên hiệp đuổi giết Diệp Thí Thiên. Càng buồn cười là, cái này trên trăm cái tông môn bên trong, có một cái chính là Vạn Kiếm Tông. Thẩm Thạch Khê không biết nên khóc hay nên cười. Hắn còn chưa kịp đem tin tức mang về, kết quả, Vạn Kiếm Tông lại có thể truy nã sư tôn. Đây chính là sư tôn à. Vạn Đạo Kiếm Tôn tự mình bảo vệ người à. Nếu như Vạn Kiếm Tông tông chủ biết chân tướng, không biết sẽ là dạng gì diễn cảm.
phỏng đoán sẽ sợ toàn thân phát run đi. Diệp tiên sinh, Vạn Kiếm Tông căn bản không biết, xin thứ tội, chờ ta trở về, liền để cho Vạn Kiếm Tông thối lui ra. Diệp Thần nhưng là lắc đầu một cái, thối lui ra thì không cần, như vậy chỉ sẽ để cho người hoài nghi đến Vạn Kiếm Tông trên mình tới. Côn Lôn Hư Hạ đạt trăm tông lệnh truy sát, hiển nhiên là thật sợ. Ta nghĩ tới vô số lần về lại Côn Lôn Hư hình ảnh, lại không nghĩ rằng, nhưng là lấy như vậy thân phận, không biết những cái kia bạn cũng biết mình chính là vậy Diệp Thí Thiên sẽ là dạng gì diễn cảm. Thời gian 5 năm, Côn Lôn Hư, Diệp Thần có quá nhiều tức giận và cừu hận. Hắn thành tựu duy nhất phàm căn, bị vô số người phỉ nhổ và nghi ngờ. Lão đầu đội hắn tìm kiếm con đường tu luyện, lại không nghĩ rằng trên trăm cái tông môn cũng cự tuyệt mình. Thậm chí có vô tận người làm nhục mình và lão đầu. Hắn sâu đậm nhớ lão đầu vậy bất đắc dĩ ánh mắt. Lão đầu cả đời theo đuổi y thuật và luyện đan, ở võ đạo trên có khiếm khuyết. Hắn muốn cho Diệp Thần tốt nhất hoàn cảnh, lại không nghĩ rằng chỉ có thể bị mắt lạnh đối đãi. Hắn lên trăm năm qua không có cầu hơn người, nhưng là ở Diệp Thần trên mình, cầu xin không biết bao nhiêu người. Vậy tịch mịch bóng người cùng với đối với hắn khích lệ, Diệp Thần vẫn nhớ. Ở Côn Lôn Hư, trừ Kỷ Tư Thanh và Kỷ Lâm các người đối với sự giúp đỡ của hắn trở ra. Diệp Thần nhất phải cảm tạ chính là lão đầu. Nếu như không có lão đầu năm đó đem hắn từ Hồ Đông tiền cứu, cũng không có mình bây giờ. Diệp Thần trên mình bộc phát ra cực mạnh ý định giết người. Ba người bất chi bất giác đã tới Côn Lôn Hư cửa vào chỗ. Đó là một tòa thật to kim môn và cổ xưa trận pháp ngưng tụ tường đá. Trấn áp hết thảy, người bất kỳ muốn mạnh xông căn bản không có thể. Không chỉ như vậy, cửa còn đứng bốn vị cường giả. Xem cảnh giới chí ít ở nhập thánh cảnh trên, thậm chí có thể là thánh vương cảnh. Bọn họ tay cầm trường thương, trên cao nhìn xuống nhìn đâm đầu đi tới ba người. Trường thương chỉ một cái rơi vào Diệp Thần và Thẩm Thạch Khê đám người trên mình. Người nào, trình Côn Lôn Hư lệnh bài thân phận. Thẩm Thạch Khê và Huyết Phong Hoa có chút nghi ngờ, bọn họ nhớ được lúc đi ra, rõ ràng không phải cái này bốn người à. Cảnh giới chênh lệch vậy là rất lớn. Làm sao đột nhiên đổi một nhóm cường giả chấn giữ. Thẩm Thạch Khê và Huyết Phong Hoa cười một tiếng, vội vàng đưa ra ba khối đã chuẩn bị trước lệnh bài thân phận. Lại là lấy ra một ít linh thạch, thận trọng đưa tới, bốn vị đại nhân, chúng ta mới từ Côn Lôn Hư làm xong chuyện trở về, một chút tâm ý bất thành kinh ý. Đây là quy củ. Thật bất ngờ, bốn người kia trực tiếp đẩy ra hai người tay, lạnh như băng con người quét ba người, lạnh lùng nói, lấy ra các ngươi linh thạch, thời kỳ phi thường. Người bất kỳ tiến vào Hoa Hạ đều phải nghiêm ngặt kiểm tra. Đừng tới đây bộ. Một cái trong đó người thủ vệ lạnh hơn mâu bắn về phía Diệp Thần, trường thương rơi vào Diệp Thần 10 cm địa phương. Thằng nhóc, vì sao ta từ trên mình ngươi cảm thấy sát ý? Quỳ xuống cho ta, tiếp nhận kiểm tra. Nếu như dám vọng tự động một cái, ta liền để cho các người cảm nhận được chết. Lời này vừa nói ra, bốn đôi tròng mắt đồng loạt bắn về phía Diệp Thần. Đồng thời, ngoài ra ba cây linh khí và sát khí ngưng tụ trường thương cũng là rơi vào Diệp Thần trước người. Gươm thuốc vỏ, nỏ dương dây, đánh một trận kích hoạt. Từ Hoa Hạ ra đời Diệp Thí Thiên sau đó, Côn Lôn Hư bầu không khí hiển nhiên biến hóa mấy phần. Thậm chí có chút lòng người bàng hoàng. Theo lý mà nói một cái nhập thánh cảnh cũng hoặc là thánh vương cảnh người không thể nào tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng mà Côn Lôn Hư thiết thiết thật thật bao phủ ở một cổ dưới bóng mờ. Bởi vì cái đó gọi Diệp Thí Thiên người đàn ông, không có ai biết hắn rốt cuộc cái gì tu vi. Duy nhất biết chính là người đàn ông kia trên tay nắm giữ thần lôi và 9 tầng trời cự long. Chỉ một phía sau hai cái cũng đủ để cho người sợ sợ hãi. Bởi vì Diệp Thí Thiên sự việc, nguyên bản bảo vệ phân giới người lại là trực tiếp chóc, đổi lại trăm tông an bài người. Dẫu sao Diệp Thí Thiên xuất hiện ở Hoa Hạ, vậy cực kỳ có thể từ Hoa Hạ tiến vào Côn Lôn Hư. Mà bọn họ bốn người chính là trăm tông chọn lựa ra cường giả. Tự nhiên sẽ không thu Thẩm Thạch Khê và Huyết Phong Hoa linh thạch. Bọn họ muốn làm liền đem hết thảy người khả nghi ngăn lại. Mà Diệp Thần chính là trước mắt mà nói nhất là khả nghi tồn tại. Thẩm Thạch Khê thấy vậy tình hình không đúng lắm, trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng cười nói, bốn vị đại nhân không nên hiểu lầm,
hắn là ta ở Hoa Hạ một người thân nhân, không hiểu chuyện, không gặp qua cảnh đời, xin hãy tha lỗi, đây là thẻ căn cước của chúng ta Minh, đại nhân có thể nhìn một chút. Thẩm Thạch Khê cũng không dám chút nào khinh thường, dẫu sao cái này bốn người được an bài tới nơi này, tuyệt không đơn giản. Càng là mấu chốt là, cái này bốn người một khi xảy ra chuyện, Côn Lôn Hư bên trong cường giả tất nhiên sẽ phát hiện. Đến lúc đó bọn họ chắp cánh khó thoát. Cút sang một bên, ta không hỏi ngươi, ngươi như nói nhảm nữa, ta cái đầu tiên chém ngươi. Cái đó thủ môn nhân lời nói cực kỳ lạnh như băng. Cái này mấy người tu vi hắn một mắt nhìn ra, đối với hắn mà nói, không tính là cái gì. Hắn nếu như muốn động thủ, dễ như trở bàn tay. Thời khắc này hắn hưởng thụ quyền lợi cảm giác. Dù là chẳng qua là Côn Lôn Hư dưới miệng giữ cửa chó. Vậy thắng được Côn Lôn Hư và Hoa Hạ phần lớn người. Huống chi, ngay vừa mới rồi, có mấy cái hắn tông người vừa vặn đi ngang qua, chê bai hắn mấy câu. Cái này làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Mà bây giờ, liền đem tất cả khí phát ở Diệp Thần và Thẩm Thạch Khê đám người trên mình. Diệp Thần sát ý thu liếm, từ Côn Lôn Hư trong ký ức tỉnh hồn lại. Hắn nhìn về phía trước mặt bốn người, ánh mắt lãnh đạm. Ta lệnh bài thân phận ở trên tay hắn, chính ngươi sẽ không xem sao. Thẩm Thạch Khê nghe được Diệp Thần thái độ này, sắc mặt trắng bệch. Hắn biết Diệp Thần tính cách, căn bản không biết cho người sắc mặt tốt xem. Mấu chốt đối phương thái độ như vậy à? Nhưng mà người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được à? Thằng nhóc, ngươi biết ngươi sẽ cùng ai nói sao? Ta để cho ngươi quỳ, ngươi phải quỳ. Một giây kế tiếp. Một cổ cao nhất uy áp hướng Diệp Thần đi. Vậy uy áp thậm chí để cho Huyết Phong Hoa và Thẩm Thạch Khê hơi biến sắc mặt. Huyết dịch đều tựa như đọng lại. Có thể gặp thực lực có kinh khủng dường nào à? Vậy giữ cửa người khóe miệng có nụ cười cao ngạo. Hắn đại khái nhìn thấu Diệp Thần tu vi. Và hắn chênh lệch quá xa. Loại người này, đối với hắn mà nói, và con kiến hôi không việc gì khác biệt. Dù là giết cũng như vì sao. Ai dám có ý kiến khác? Diệp Thần nhìn vậy uy áp cuốn tới, khóe miệng một tia cười lạnh, để cho ta quỳ. Ngươi chắc chắn có cái này tư cách. Dứt lời. Trong cơ thể máu lực rồng gầm thét. Bổn mạng linh phù sử dụng. Diệp Thần khí thế leo thăng lên. Bước ra một bước, vậy cao nhất uy áp không còn gì vô tồn. Không chỉ như vậy, vậy làm áp lực giữ cửa người biểu tình trên mặt đọng lại là lùi lại hết mấy bước. Huyết khí dâng trào. Hắn con người trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn lại có thể cảm thấy lạnh như băng tử ý. Giống như hắn nếu như dám động thủ nữa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn lại ba cái giữ cửa người dĩ nhiên là cảm thấy không đúng, ý định giết người bùng nổ. Người này lại dám phản kháng, vừa động thủ một cái. Bốn người trực tiếp ngưng tụ trận pháp. Lạnh như băng trường thương mang từng cơn sắc bén cuộn sạch đi. Tứ thương chi ý, gió lớn từng cơn, thiên địa linh khí cũng hướng bên này cướp tới. Vô số hồng quang nở rộ ra. Làm cho lòng người sợ hãi. Diệp Thần nhìn lướt qua mọi người, chuẩn bị sử dụng Trảm Long Vấn Thiên Kiếm. Hắn cũng mặc kệ cái này bốn tánh mạng con người. Nếu chạm hắn chân mày, vậy thì giết. Côn Lôn Hư đã quá rối loạn. Dứt khoát sẽ để cho Côn Lôn Hư bao phủ ở một cổ vô hình dưới bóng mờ. Mà hắn Diệp Thần phải làm chính là mở một đường máu tới. Ngay tại lúc này, hắn chú ý tới luân hồi mộ địa một khối Diệp gia ngọc bội lóe lên ánh sáng. Đồ nhi, nơi đây vẫn là không nên động thủ thì tốt hơn, ta có thể cảm giác được trăm mét ra ngoài có một đôi con mắt âm lãnh nhìn chằm chằm ngươi, đối phương rất nguy hiểm, một khi động thủ. Người này liền sẽ xuất thủ, đến lúc đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như ta không đoán sai, khối ngọc bội này đủ giải quyết trước mắt khốn cảnh. Được. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một giây kế tiếp, trực tiếp sử dụng ngọc bội trong tay. Ngọc bội trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Tự nhiên bị vậy bốn vị chuẩn bị chém chết Diệp Thần giữ cửa người thấy. Khi thấy rõ trên ngọc bội cổ xưa chữ viết. Trên tay bọn họ động tác hoàn toàn dừng lại. Tựa như hóa đá vậy. Hô hấp bình ở. Con người bên trong thậm chí có một vẻ hoảng sợ. Giống như nhìn thấy gì kinh khủng sự việc. Nếu như các người còn chuẩn bị động thủ,
ta không ngại đạp các ngươi thi thể đi vào. Diệp Thần lời nói lạnh như băng vang khắp. Vậy tứ đạo trường thương bỗng nhiên thu thập. Bốn người lại là đồng loạt quỳ xuống. Bọn họ nhưng mà biết ngọc bội lai lịch à. Côn Lôn Hư gia tộc cao cấp một trong. Lại là thượng cổ một trong những gia tộc à. Mặc dù theo thời gian trôi qua, sa sút rất nhiều, nhưng cũng không phải là bọn họ mấy cái không có gì thân phận người có thể chọc à. Nếu như thanh niên trước mắt nổi giận, bọn họ sau lưng tông môn cũng không nhất định sẽ cứu bọn họ. Đại nhân, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Xin hạ thủ lưu tình. Bọn họ thái độ cực kỳ thành khẩn. Thậm chí thanh âm đều run rẩy. Bọn họ rốt cuộc rõ ràng vì sao thanh niên này có thể tùy tùy tiện tiện phá vỡ uy áp. Thậm chí đối với bọn họ không có một tia kính sợ, có ngọc bội trong người, đứng sau lưng một cái như vậy đồ vật khổng lồ, hắn cần gì kính sợ. Một bên Thẩm Thạch Khê và Huyết Phong Hoa có chút bối rối. Bọn họ tự nhiên không biết Diệp Thần lại còn có đạo này thân phận ở bên trong. Mấu chốt Diệp Thần ngọc bội trong tay để cho bọn họ giờ phút này có một tia ý thần phục à. Diệp Thần năm ngón tay nắm chặt, ngọc bội liền bay trở về tới trong tay, lại là biến mất không gặp. Bây giờ, các người còn muốn giết ta sao? Diệp Thần lãnh đạm lời nói rơi xuống. Đại nhân, tiểu nhân không dám. Bây giờ, các người còn muốn tra ta thân phận sao? Đại nhân, chúng ta thật không dám, còn xin bỏ qua cho chúng ta. Cái này bốn người thật muốn khóc. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, nhìn một cái chỗ sâu, trực tiếp bước vào trong đó. Cái này mấy người, hắn thật đúng là không để vào mắt. Ngay cả là nhập thánh cảnh thì như thế nào? Chúng ta đi. Diệp Thần trực tiếp mang Thẩm Thạch Khê và Huyết Phong Hoa bước vào kim môn, linh khí nồng nặc xông vào mũi. Ước chừng đã qua một phút. Bốn người kia mới đứng lên, cả người đều ướt đẫm. Bốn người nhìn lướt qua Diệp Thần rời đi phương hướng, thật dài thở ra một hơi. Cái này sát thần cuối cùng là rời đi. Nếu như mới vừa rồi thật lưu lại truy cứu, bọn họ nói không chừng muốn thẳng phế tu vi mới có thể ngừng đối phương tức giận. Côn Lôn Hư thật ra thì và Hoa Hạ như nhau, thực lực không chơi thắng quyền thế. Ngọc bội kia chính là đại biểu quyền thế. Côn Lôn Hư Diệp gia. Tại sao gần đây vẫn luôn là cái này Diệp gia tin tức, chẳng lẽ Diệp gia muốn trở lại lên thời xưa địa vị? Được rồi, có một số việc không phải chúng ta có thể vọng tự đoán. Cùng đứng hoàn cái này một đồi, chúng ta cũng nhanh chút rời đi đi. Mấy người còn lại rối rít gật đầu. Mà cùng lúc đó, một cái giữa eo treo hồ lô ông già vậy là xuất hiện ở trước cửa. Ông già bắt lại bầu hồ lô, uống một hớp rượu, đục ngầu con người tựa hồ có chút mê ly. Thật giống như uống say vậy. Nhưng là cái này đục ngầu con ngươi hạ nhưng là trong lơ đãng lộ ra một tia tinh quang. Diệp lão đầu cháu trai rốt cuộc tiến vào Côn Lôn Hư, xem ra Diệp lão đầu vậy bước cờ thật đi đúng rồi. Nếu như Diệp lão đầu phía sau bố trí chính xác, thằng nhóc này nói không chừng thật là phá vỡ vậy thiên cổ chi cục duy nhất người. Chém chết huyết chiến điện trăm người, có ý tứ thật biết điều, thằng nhóc này trên người bí mật, để cho ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Côn Lôn Hư, các người khổ khổ tìm Diệp Thí Thiên trở về. Sau này sợ là phải không an bình. Hoa Hạ bị thằng nhóc này khuấy loạn, khổ không thể tả. Bây giờ Côn Lôn Hư sợ rằng phải thảm hại hơn. Lão đầu nói xong, liền lảo đảo lắc lư hướng Côn Lôn Hư trong đi. Vậy bốn cái giữ cửa người vừa định ngăn lại đối phương, khi thấy dáng vẻ của lão giả, con người đồng loạt co giúp một cái, càng là sợ hãi. Bọn họ vội vàng cung kính nói, đại nhân, ngài. Ngài làm sao tới? Bọn họ nhưng mà biết lão nhân này thân phận à? Côn Lôn Hư lưu truyền vị cụ già này truyền thuyết. Không chỉ như vậy, bọn họ trong tông môn có một đạo bức họa chính là ông cụ này. Diệp Thần không có thể đắc tội, cái này cụ già hơn nữa không có thể đắc tội. Cụ già không để ý đến bốn người, lần nữa uống một hớp rượu, cười một tiếng, liền biến mất ở bốn người tầm mắt. Côn Lôn Hư, Thẩm Thạch Khê làm rời đi giới môn nghìn mét, mới dừng bước lại, đối với Diệp Thần nói, Diệp tiên sinh, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Huyết Minh, hay là đi nơi nào? Diệp Thần nhìn một cái bản đồ trong tay, con người híp lại, Huyết Minh ngược lại không gấp, ta muốn đi một cái chỗ cũ xem. Đây cũng là đi Huyết Minh đất phải đi qua, lại là ta ở Côn Lôn Hư lớn lên địa phương,
cũng hoặc là nói, hắn là sau lưng ta tông môn. Nghe được sau lưng tông môn mấy chữ này, Thẩm Thạch Khê hô hấp dồn dập. Hắn thật là tò mò. Là dạng gì tông môn có thể uẩn dục cường giả như vậy? Diệp Thần nghịch thiên hắn nhưng mà chính mắt làm chứng. Mặc dù Vạn Đạo Kiếm Tôn là Diệp Thần sư phụ, nhưng là rất hiển nhiên, Diệp Thần sau lưng khẳng định còn có một cái tông môn lực lượng cường đại chống đỡ. Nếu không không thể nào như vậy không chút kiêng kỵ. Diệp tiên sinh, ngươi nói chỗ này rốt cuộc ở đâu? Diệp Thần con ngươi xem phía tây một phương hướng, mở miệng nói, Y Thần Môn. Nghe được Y Thần Môn cái này ba chữ, Thẩm Thạch Khê và Huyết Phong Hoa diễn cảm khẽ biến. Y Thần Môn ở Côn Lôn Hư danh tiếng không tính là quá lớn. Dẫu sao Côn Lôn Hư võ đạo vi tôn. Y đạo từ trình độ nào đó đã xuống dốc. Không có võ đạo chống đỡ, chỉ một phát triển y đạo có ích lợi gì. Mặc dù người tu luyện sẽ bị thương, nhưng là đừng quên, Côn Lôn Hư còn có đan dược, chế thuốc, trận pháp cùng với các loại phụ trợ thủ đoạn tồn tại. Rất nhiều thương thế, một viên đan dược đủ để hóa giải hết thảy. Đây cũng là y đạo cửa dần dần sa sút một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân trọng yếu khác chính là Y Thần Môn trưởng môn. Căn bản không có bất kỳ theo đuổi, trăm năm bên trong chỉ thu mấy người đệ tử. Toàn bộ Y Thần Môn đệ tử không vượt qua 10 người. Thẩm Thạch Khê tuyệt đối không có nghĩ tới cái gọi là Diệp Thần sau lưng mạnh mẽ bối cảnh lại là cái này. Diệp tiên sinh, ngài không có nói đùa chớ. Thẩm Thạch Khê xác định nói. Diệp Thần không để ý đến, thẳng hướng Y Thần Môn phương hướng đi. Mặc dù lão đầu đối với hắn hà khắc, nhưng là hắn giờ phút này trong lòng nhưng là vô cùng kích động. Không biết lão đầu, Thạch Tam, Tiểu Bích, lão Tiết cùng với Y Thần Môn những người khác thế nào? Phỏng đoán mình cái này cả người tu vi, sẽ đem những người này kinh điệu cầm đi. Vậy 5 năm, và những người này sống chung không tính là quá nhiều, nhưng là những người này nhưng là một mực yên lặng trợ giúp hắn. Hắn trong lòng nhớ. Những thứ này sư huynh sư đệ cũng là Diệp Thần ở Côn Lôn Hư số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Còn như Kỳ Tư Thanh, hắn cũng không biết như thế nào giới định hai người quan hệ. Có bằng hữu tình, nhưng từ không có nói qua mấy câu nói. Hắn biết rõ và Kỳ Tư Thanh chênh lệch, dù là Kỳ Tư Thanh trợ giúp hắn, bởi vì tự ti cũng hoặc là chuẩn bị cho phụ mẫu trả thù, hắn không có cùng Kỳ Tư Thanh có quá nhiều trao đổi. Mắt xem và Y Thần Môn khoảng cách càng ngày càng gần, Diệp Thần kích động trong lòng ý nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Nửa giờ sau đó, Diệp Thần rốt cuộc sắp đến một tòa tông môn đại điện ra. Mặc dù cũ nát và yên lặng, nhưng đây cũng là Diệp Thần ở Côn Lôn Hư cái đầu tiên nhà. Nhưng mà làm đi tới Y Thần Môn cửa chỗ, Diệp Thần giật mình. Sắc mặt nụ cười hoàn toàn đọng lại. Bởi vì giờ khắc này Y Thần Môn nào còn có trước khi rời đi sức sống à. Trên cửa lại là bò lần mạng nhện. Giống như rất lâu không có quét dọn vậy. Làm sao có thể? Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm bảng hiệu, chắc chắn không có đi sai, không do dự nữa, đẩy ra cửa. Một cổ bụi bặm khí cuốn tới. Diệp Thần linh thức phóng thích mở. Nhưng là phát hiện Y Thần Môn không có người nào. Lão đầu không thấy. Thạch Tam không thấy. Đã từng là tiếng cười nói hoàn toàn không thấy. Ở giữa thiên địa, chỉ có Diệp Thần một người. Diệp Thần trên mình ý định giết người phóng thích mở, Thẩm Thạch Khê phát giác cái gì, liền vội vàng tiến lên, hiếu kỳ nói, Diệp tiên sinh, người nói có thể hay không Y Thần Môn đổi chỗ. Nơi đây linh khí tựa hồ có khô kiệt ý nghĩa, rất có thể rời. Chúng ta Vạn Kiếm Tông cơ hồ mỗi trăm năm thì biết đổi một lần địa phương. Nói không chừng Y Thần Môn cũng là như vậy. Diệp Thần gật đầu một cái, đây quả thật là cũng là một loại có thể. Trả lại không chắc chắn Y Thần Môn xảy ra chuyện gì trước, hắn phải bình tĩnh. Hắn tiến vào đại điện chỗ sâu, nhìn lướt qua tất cả địa phương, quả thật có chút rời khỏi ý nghĩa. Trống trơn như vậy, chỉ bất quá lão đầu có mấy thứ đồ trọng yếu cũng không có mang đi. Cái này một năm không tới thời gian. Côn Lôn Hư rốt cuộc phát sinh cái gì? Tại sao bọn họ cũng không có tới Hoa Hạ thông báo mình? Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ thời điểm, một cái ăn mặc áo vải ông già từ bên ngoài đi tới. Làm xem bên trong xa lạ ba người, kinh ngạc mấy phần, sau đó nói các người ba vị là đi nhầm chứ? Ở ông lão trong mắt, Y Thần Môn,
rất lâu chưa có tới người. Duy nhất giải thích, chính là cái này ba người đi nhầm. Diệp Thần nghe được thanh âm quen thuộc, thân thể ngẩn ra, chợt xoay người. Thanh âm này hắn rất rõ ràng, Thạch Tam phụ thân Thạch Trấn Hải. Thạch Trấn Hải hiển nhiên cũng là biết Diệp Thần, trong mắt hắn trợn to, ngón tay lại là có chút run rẩy, tiểu thần, ngươi. Ngươi lại có thể trở về. Diệp Thần một bước cũng làm hai bước đi tới Thạch Trấn Hải trước mặt, mới vừa muốn nói chuyện, nhưng là thấy Thạch Trấn Hải trên cánh tay phải treo một khối vải đen. Cái này vải đen tập tục và Hoa Hạ như nhau. Chí thân qua đời. Mà Thạch Trấn Hải chỉ có một người thân. Đó chính là Thạch Tam. Diệp Thần trong mắt chẳng biết tại sao có chút ướt át. Hắn cố gắng tỉnh hồn lại, nhìn trước mặt Thạch Trấn Hải, cười một tiếng, Thạch thúc thúc, ta là tiểu thần, Thạch Tam hắn ở đâu? Người dẫn ta đi gặp hắn một chút đi, ta còn thiếu hắn mấy bữa tiệc đây. Ở không có được đáp án xác thực trước, Diệp Thần không dám đoán mò đo lường cái gì. Thạch Trấn Hải nghe được Diệp Thần mà nói, con ngươi mở đi, hốc mắt ửng đỏ, già nua tay khẽ run. Tiểu thần, Thạch Tam hắn. Hắn đi rất an tường, liền không nên quấy rầy hắn, lần này ta tới Y Thần Môn, chính là vì thu hồi hắn một ít thứ, cùng nhau cho hắn đốt xuống phía dưới đi. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần thân thể giật mình. Một cổ khí tức vô hình tràn ra. Thạch Tam làm sao có thể sẽ đi? Tuyệt không thể nào. Thạch Tam là Thạch Trấn Hải cái thứ ba nhi tử. Trước hai cái nhi tử đều ở đây Côn Lôn hư trong chết. Thạch Trấn Hải vì không để cho Thạch Tam bước vào theo gót, liền để cho Thạch Tam lựa chọn Y Thần Môn. Y đạo thông thần tổng tỷ võ đạo đỉnh cấp tới an toàn. Diệp Thần tiến vào Côn Lôn hư 5 năm, Thạch Tam và hắn vào sinh ra tử rất nhiều lần. Thời điểm đó Diệp Thần bởi vì còn chưa hoàn toàn bước vào tu luyện, căn bản không cách nào sinh tồn, nếu như không có Thạch Tam, có thể hắn sớm đã chết ở dã thú miệng khổng lồ bên trong. Để cho Diệp Thần ấn tượng nhất sâu sắc, chính là Thạch Tam vì cho Diệp Thần chặn một kiếm, chặn một cánh tay. Mặc dù lão đầu dùng thuật pháp phục hồi như cũ Thạch Tam cánh tay, nhưng là rơi xuống vĩnh cửu hậu di chứng. Đây là y đạo vĩnh viễn không cách nào xóa nhòa. Diệp Thần đã từng âm thầm thề, một khi có một ngày cường thế trở về, hắn sẽ trả lại cho Thạch Tam cao nhất ân tình. Trong đầu không ngừng nhớ lại ở Y Thần Môn cuộc sống, Thạch Tam vậy nụ cười thật thà tựa như vẫn còn ở ngày hôm qua. Tiểu thần, ta Thạch Tam cả đời không có gì tráng trí lăng vân, ta chỉ muốn cưới một lão bà vui vẻ. Côn Lôn hư rất lớn, lớn đến ta Thạch Tam cảm giác được mình rất nhỏ bé, ta nhập Y Thần Môn, chỉ là bước lên cao nhất y đạo. Đến lúc đó ở Côn Lôn hư cứu sống người bị thương cũng coi là làm một đại sự. Côn Lôn hư phía bắc có một đám con nít không nhà để về, bọn họ không có quá lớn thiên phú, bị mọi người vứt bỏ, hàng năm bị cường giả chiến đấu liên lụy, có người mất đi cặp mắt, có cụt tay chân gãy, ta muốn có một ngày, ta y thuật tu thành, có thể đi cho những người này cái thứ hai sinh mạng. Ta muốn cho bọn họ biết, ở Côn Lôn hư cũng có ân huệ và ấm áp, võ đạo theo đuổi băng không phải duy nhất. Tiểu thần, người gặp qua vị hôn thê của ta sao? Năm đó gia gia ta đã cho ta quyết định hôn ước, bỏ mặc đối phương dáng dấp ra sao ta cũng nhận, nhưng là ta mấy ngày trước bất ngờ phát hiện, ta vị hôn thê thật là giống như tiên nữ như nhau. Có một cái chớp mắt như vậy gian, ta cảm thấy không xứng với nàng. Tiểu thần, chờ ta kết hôn ngày đó, ta muốn mở tiệc mời Côn Lôn hư mấy vị cường giả chấn giữ, rạng rỡ đem nàng lấy về nhà. Ngươi nhất định phải tới làm ta rể phụ, bất quá ngày đó ngươi cũng không cho phép so ta đẹp trai, đoạt ta đầu ngọn gió. Tiểu thần, mặc dù ta không có sanh ở cái gì gia tộc cao cấp, nhưng là cả đời này ta cũng hài lòng, một cái vợ trẻ đẹp, mấy cái biết lòng bằng hữu, có rượu có câu chuyện, như vậy sinh hoạt thật rất tốt đẹp đây. Nghe nói ngươi phải đi Hoa Hạ, Côn Lôn hư và Hoa Hạ không có quá lớn khác biệt, chỉ bất quá linh khí ít một chút. Lần sau ngươi trở về có thể cấp cho ta mang một đẹp đệ muội trở về, mặc dù ta hy vọng vậy Kỳ Thư Thanh là phụ nữ của ngươi, nhưng là suy nghĩ một chút cũng không khả năng, ai bảo thằng nhóc ngươi bây giờ mới tiến vào Côn Lôn hư. Vang lên bên tai Thạch Tam đã từng nói một câu câu tiếng nói. Tựa như vẫn còn ở ngày hôm qua. Hắn biết Thạch Tam chính nghĩa nghiêm nghị. Hắn biết Thạch Tam sinh hoạt lạc quan. Thậm chí y thuật đến gần thông thần, làm sao sẽ chết. Thiên hạ tất cả mọi người đều có thể chết,
duy chỉ có không thể nào là y thần môn đệ tử. Diệp thần đem trên người ý định giết người bỗng nhiên thu liếm, ánh mắt lạnh như băng áp chế, bắt lại Thạch Trấn Hải tay, Thạch thúc thúc, người đùa gì thế, Thạch Tam ca ta còn không biết sao. Nói mau, hắn rốt cuộc đi đâu? Thạch Trấn Hải lắc đầu một cái, đưa ra một cái tay vỗ một cái Diệp thần bả vai, tiểu thần, ta không có lửa gạt ngươi, hắn đi thật. Đi 5 ngày, có một số việc, ta so ngươi càng không cách nào hiểu, nhưng là nhưng thiết thiết thực thực xảy ra. Thạch Trấn Hải thanh âm nghẹn ngào, khóe mắt đã không khống chế được chảy xuống một nhóm nước mắt. Từ nay về sau, ta Thạch gia thật vô hậu, ta lấy là hắn tiến vào y thần môn, không cùng Côn Lôn hư những cái kia võ đạo tông môn có dây dưa dễ má, là có thể tránh được một kiếp, bây giờ nhìn lại, trời muốn diệt ta Thạch gia lại có vì sao pháp à? Lời nói bây giờ, Thạch Trấn Hải tựa như tan vỡ, những ngày qua cố gắng áp chế cảm tình, vào giờ khắc này tâm trạng hoàn toàn nổ tung. Thân thể vậy vô lực ngã về phía sau. Diệp thần xuất hiện chính là đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Diệp thần thấy vậy, vội vàng chân khí ngưng tụ, đem Thạch Trấn Hải đỡ lên. Thạch thúc thúc, ta không có ở đây đoạn này đã đến giờ để phát sinh cái gì, y thần môn đi nơi nào, sư phụ đi nơi nào, Thạch Tam ca lại đã xảy ra chuyện gì. Thời khắc này hắn vô cùng bình tĩnh, bất kể như thế nào, hắn nhất định phải điều tra rõ hết thảy. Cũng may dưới mắt Huyết Minh vội vã tìm Diệp Thí Thiên tung tích, phụ thân trong cơ thể lại có một đạo lực lượng bảo vệ, Huyết Minh căn bản không có thể động phụ thân rất dài một đoạn thời gian là an toàn. Chỉ cần Huyết Minh không phát hiện Diệp Thí Thiên chính là mình. Thạch Trấn Hải hòa hoãn mấy phần, lại nhìn về phía Diệp Thần, muốn nói điều gì, vẫn là không có nói ra miệng, tiểu thần, Thạch Tam hắn là tự sát, và người bất kỳ không có quan hệ, còn như y thần môn. Ở ngươi sau khi rời đi cái thứ 2 tháng, liền rời khỏi, lúc đi rất gấp, ta cũng không biết tại sao. Thạch Tam vốn định cùng nhau rời đi, nhưng là bởi vì ta, vẫn là để lại, hắn thậm chí nói, nếu như có một ngày, ngươi trở về, hắn có lẽ còn có thể cho ngươi mang mấy câu nói. Y thần môn phải có người à? Cơ hồ cách mỗi mấy ngày, Thạch Tam sẽ gặp tới một chuyến nơi này, quét dọn một chút vệ sinh, nhưng là 1 tháng trước, không biết nguyên nhân gì. Hắn tính cách thay đổi rất là cô độc, thậm chí nơi đây vậy lại cũng không có tới qua. Thạch Trấn Hải thanh âm càng ngày càng nhẹ, cuối cùng hóa là một câu sâu đậm than thở. Tự sát. Diệp thần cười lạnh một tiếng, Côn Lôn hư còn có người tự sát. Huống chi, dù là người của toàn thế giới cũng tự sát, Thạch Tam cũng không khả năng tự sát. Diệp thần thần sắc càng ngày càng lạnh, nhưng là hắn càng truy hỏi, Thạch Trấn Hải lại càng phát né tránh. Phảng phất có nỗi niềm khó nói, dứt khoát Diệp thần cũng sẽ không làm khó. Muốn biết một ít chuyện tình, hắn quá dễ dàng. Thạch thúc thúc, ta và bạn của ta vừa vặn có chuyện, trước hết không quấy rầy, trễ giờ ta liền mang ít thứ đi xem ngươi. Thạch Trấn Hải gặp Diệp thần không hỏi tới nữa, thở dài một hơi, tiểu thần ngươi làm việc trước ngươi, đến lúc đó ta mang ngươi đi một chuyến Thạch Tam nghĩa địa, phỏng đoán ngươi Thạch Tam ca biết ngươi đi xem hắn, ở phía dưới cũng biết rất vui vẻ. Được, Thẩm Thạch Khê, Huyết Phong Hoa, chúng ta đi. Diệp thần con ngươi âm trầm, hướng y thần môn đi ra ngoài. Thẩm Thạch Khê và Huyết Phong Hoa cũng đi theo lên. Cùng 3 người hoàn toàn rời đi, Thạch Trấn Hải phát ra một tiếng thật dài than thở. Ý sâu dài. Tiểu thần, không phải ta không muốn nói, có một số việc, chúng ta thật không cách nào chống lại. Côn Lôn hư quy tắc chính là võ đạo vi tôn, không có thực lực. Liền không cách nào bảo vệ tôn nghiêm. Thạch Tam đã rời đi, Thạch thúc ta không muốn người vậy bị liên lụy à. Chuyện này, liền đến đây chấm dứt đi, để cho nó giống như cái này phiến bụi bẩm vậy yên lặng đi. Thạch Tam ở phía dưới có lẽ cũng là cái ý này, hắn một mực đem ngươi làm em trai, hắn so người bất kỳ đều hy vọng ngươi sống thật tốt. Y thần môn bên ngoài. Thẩm Thạch Khê nhìn một cái Diệp thần, cung kính nói, Diệp tiên sinh. Chuyện này hẳn không đơn giản như vậy. Ta biết. Diệp thần con người hiện lên một tia lạnh như băng đến làm cho lòng người sợ hãi. Y thần môn biến mất, thậm chí còn Thạch Tam xảy ra chuyện, tuyệt không đơn giản. Bỏ mặc sau lưng là ai, ta cũng biết đem hắn bắt tới, để cho hắn quỳ xuống Thạch Tam trước mộ phần tạ tội. Bởi vì sắc trời dần dần trễ xuống, 3 người chỉ có thể trước tìm một gian Côn Lôn hư khách sạn ở lại.
Khách sạn Kim Bích khí thế lớn. Lui tới người cảnh giới không đồng nhất, thấp nhất cũng là thần du cảnh, còn như mạnh nhất, không cách nào đánh giá đo lường. Diệp Thần có thể cảm giác được rõ rệt khách sạn chỗ sâu có mấy cặp mắt nhìn lướt qua bọn họ ba người. Không có dừng lại quá lâu, hiển nhiên là cho rằng bọn họ không sợ uy hiếp. Đối phương tu vi chí ít ở Thánh Vương cảnh trên. Ba người ở khách sạn lầu 6 điểm một một ít thức ăn, còn không có ăn nhiều lâu, chung quanh mấy bàn chính là truyền đến từng đạo tiếng nghị luận. Qua mấy ngày, Lê Gia tiểu thư kia thì phải và Côn Lôn Hư tiến vào linh phú bảng cao phong bình lập gia đình, đây có thể coi là lần trước đại thịnh sự à. Cái gì qua mấy ngày, tối hôm nay 8 giờ, chính là hai người đính hôn nghi thức, nghe nói vùng lân cận cường giả cũng mộ danh tới. Khoan hãy nói, Lê Hân vậy sắc đẹp và vóc người thật là làm cho người không chịu nổi, đáng tiếc, người bình thường thật đúng là không ăn được vị này người đẹp, vóc người ma quỷ, nhưng là nội tâm càng ở một cái ma quỷ. Huynh đệ, ngươi lời này có ý gì? Một cái siêu phàm cảnh nam tử tò mò hỏi bên người mập mạp nói. Mập mạp kia ăn mấy viên đậu phộng rang, nhìn một cái chung quanh, nhẹ giọng nói, lão đệ ngươi cũng không biết, cái này Lê Hân trước nhưng mà có hôn ước, mà nàng vị hôn phu vừa vặn ngay tại 5 ngày trước không giải thích được tự sát, chuyện này, ngươi không cảm thấy kỳ quái. Nếu như ta nhớ không lầm, vậy bi thảm người là y thần môn Thạch Tam, có chút nhỏ y thuật và thực lực, đáng tiếc, nhưng là không vào được Lê Hân pháp nhãn à. Con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga mà thôi, cũng không cân nhắc một chút mình thực lực. Bên cạnh một bàn đang dùng cơm Diệp Thần, đũa treo ở giữa không trung bên trong. Trong mắt thoáng qua một tia lạnh như băng hồng quang. Là máu, giết hại, tàn nhẫn. Hắn biết Lê Hân người phụ nữ này, thời gian 5 năm bên trong, Thạch Tam trong miệng thường thường lẩm bẩm cái này xinh đẹp vị hôn thê. Tiểu thần, người có thể phải nhớ kỹ, người tương lai tẩu tử kêu Lê Hân, Lê Gia Thiên Kim. Chờ ngươi từ Hoa Hạ trở về, ta để cho ngươi gặp gặp cái gì gọi là tiên nữ. Khoan hãy nói, ta một mực cho rằng Thạch Gia chỉ có thể coi là Côn Lôn Hư nhất gia tộc nhỏ, lại không nghĩ rằng, Thạch Gia tổ tiên đã từng huy hoàng qua, càng là bị ta để lại điều này đường lui, chẳng qua là không biết vậy Lê Hân đối với ta là cảm giác gì. Giống như ta như vậy phong lưu hào phóng người sợ là sẽ phải đem người phụ nữ này mê chết đi sống lại, tiểu thần ngươi có thể phải cố gắng lên, hì hì, đừng chờ ta đứa nhỏ đều có, ngươi còn chưa có đối tượng. Diệp Thần vang lên bên tai những lời này, đều là Thạch Tam khi còn sống lúc uống rượu nói lời say. Đối với hắn mà nói, sau này cuộc sống tốt đẹp duy nhất niệm tưởng chính là Lê Hân. Diệp Thần lúc ấy cười một tiếng mà qua, mà giờ khắc này, Lê Hân hai cái danh tự này tựa như một chuôi lưỡi đao gắt gao cắm ở hắn thân thể. Nếu như Thạch Tam chết thật sự là Lê Hân nơi là, vậy hắn liền muốn toàn bộ Lê gia chôn theo. Ngay tại Diệp Thần tức giận cuộn sạch ngay tức thì, bàn kề cận mập mạp tiếp tục nói, bất quá vậy con cóc ghẻ chết thật có chút vấn đề, Lê Hân hoàn toàn không cần phải hạ loại này ngoan thủ, ta đây là cảm thấy chuyện này có thể vẫn cùng vậy Cao Phong Bình có chút quan hệ. Cao Phong Bình tiến vào linh phú bảng, cũng coi là Côn Lôn Hư 100 vị thiên phú người một người trong đó, chỉ cần sau này không chết hiểu, tiền đồ của hắn không thể giới hạn, Lê Hân lựa chọn Cao Phong Bình vậy coi là bình thường. Một tên phế vật và một thiên tài, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ chọn ai? Vậy siêu phàm cảnh người đàn ông uống một hớp rượu, cái này mẹ hắn còn chọn cái gì, phế vật kia chết chính là ưu liệt đào thải, nói cách khác đó là sống nên. Thẩm Thạch Khê gặp Diệp Thần thuộc về bùng nổ bên bờ, vội vàng đứng lên đi tới vậy trước mặt hai người, thấp giọng nói, hai vị, như vậy tiêu xài một cái người chết không tốt sao, ta khuyên các người vẫn là đàng hoàng ăn cái gì. Mập mạp kia nhìn một cái Thẩm Thạch Khê, nhướng mày một cái, ngươi là thứ gì, ta và bạn ta nói chuyện phiếm và ngươi có quan hệ thế nào? Ngươi như lại xen vào việc của người khác, tin không tin ta để cho ngươi vĩnh cửu lưu ở chỗ này. Nói xong mập mạp kia bừng tỉnh cười, nói. Ta coi như là rõ ràng, ngươi nghe không vô có phải hay không đại biểu ngươi và phế vật kia có quan hệ. Dứt lời, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, ngẩng đầu lên. Băng hàn ánh mắt bắn đi ra ngoài. Thạch Tam là bạn của ta không cho phép các người ở sau lưng như vậy làm nhục hắn, nếu như muốn còn sống, quỳ xuống phế bỏ tu vi, nếu không ngươi liền chỉ có một con đường chết. Diệp Thần thanh âm đạm mạc chỉ như vậy rơi xuống, vô cùng bình tĩnh.
tựa như chúa tể sống chết. Mập mạp kia ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, làm cảm nhận được Diệp Thần cảnh giới, hắn khóe miệng nhưng là lộ ra một vẻ khinh thường. Tiểu phế vật, ta nhưng mà... Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần con ngươi lạnh lẽo, một chưởng vỗ ở trên bàn, cường đại lực phản chấn trực tiếp đem trước mặt đậu phộng rang chấn động bay. Diệp Thần hai ngón tay một chảo, một viên đậu phộng rang chính là xen vào hai ngón tay bây giờ. Đồng thời, cánh tay nhẹ nhàng rung động, vô hình sát ý hòa khí lưu bao quanh đậu phộng rang trực tiếp bắn ra. Tốc độ cực nhanh. Vậy nho nhỏ đậu phộng rang tựa như sao rơi đánh về phía trái đất, biến dạng hết thảy. Giờ khắc này, mập mạp kia dĩ nhiên là cảm thấy nguy cơ, chết ý tựa như ăn mòn hắn hết thảy. Hắn vừa định rút ra trường kiếm bên hông phản kháng, nhưng phát hiện căn bản không có tư cách. Xích, một tiếng, vậy đậu phộng rang mang sắc bén xuyên thấu mập mạp cổ họng. Lộ ra một vẻ máu tươi, gắt gao khảm nhập khách sạn vách tường bên trong. Mập mạp liền nói chuyện quyền lực cũng không có, trực tiếp té ở bàn cơm trên. Cái này đổ một cái, món ngon phá hủy, liền liền siêu phàm cảnh vị kia đồng bạn cũng là cảm giác ra đầu tê dại. Một viên đậu phộng rang liền có thể thành là hung khí giết người. Mấu chốt ở đậu phộng rang bắn ra ở một chớp mắt kia, hắn cảm nhận được người thanh niên kia trên mình cường đại tự tin và ý định giết người. Tựa như ở giữa thiên địa, đối phương chính là nắm giữ sinh tử thần vương. Cực kỳ kinh khủng. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần hàn mâu rơi vào còn sót lại vậy trên người, lời của ta mới vừa rồi tiếng nói, người hẳn nghe được đi. Người kia sắc mặt ảm đạm, run rẩy nhìn một cái bàn tay mình, không do dự nữa, một chưởng vỗ ở trên đan điền. Một hớp máu tươi trực tiếp phun ra. Đan điền vỡ vụn, tu vi lại hủy. Mới vừa trong nháy mắt, người nọ chính là rõ ràng liền một cái đạo lý. Hôm nay nếu không thuốc hư ruộng, để lại cho hắn chính là một con đường chết. Huyết Phong Hoa, chuyện này giao cho ngươi tới xử lý. Thẩm Thạch Khê, chúng ta đi. Nếu như vậy Lê Hân và Cao Phong Bình thật là hại chết Thạch Tam hung thủ, vậy hôm nay đính hôn giả tiệc liền do ta Diệp Thần tới nắm trong tay. Thẩm Thạch Khê diễn cảm biến đổi, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần một tới nơi này liền bắt đầu gây chuyện. Mặc dù Thạch Tam chết rất có thể và Lê Hân có liên quan, nhưng là đây cũng không phải là Hoa Hạ à, nơi đây là Côn Lôn Hư à. Côn Lôn Hư cường giả như mây, một khi bị người để mắt tới hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Diệp tiên sinh, ta cảm thấy ngài có thể hay không quá xung động, cái này tiệc đính hôn tất nhiên long trọng, đến lúc đó ngài nếu như đập bãi, người khác khám phá ngươi thân phận, ngược lại là có thể gặp phiền toái. Huyết Minh mặc dù thời gian ngắn sẽ không đối với chúng ta ra tay, nhưng là bọn họ tất nhiên sẽ phái người lưu ý, nháo không tốt, chúng ta cũng biết giao phó ở chỗ này à. Thẩm Thạch Khê biết Diệp Thần thực lực rất mạnh. Nhưng là mạnh đi nữa người cũng không dám ở Côn Lôn Hư tùy tiện cuồng ngông à. Dù là nơi đây không tính là Côn Lôn Hư chỗ sâu nhất, cường giả cũng không coi là quá nhiều. Nhưng là đối với bọn họ mà nói, đủ nguy hiểm. Diệp tiên sinh, ngài xem như vậy có thể hay không, ta sẽ đi ngay bây giờ Vạn Kiếm Tông, mời Vạn Kiếm Tông tông chủ và tất cả trưởng lão ra tay, bọn họ lực lượng đủ để nghiền ép Lê gia, cũng không sợ điều tra không ra chân tướng. Đây là Thẩm Thạch Khê duy nhất có thể nghĩ tới cao nhất phương án. Diệp Thần nhìn một cái Thẩm Thạch Khê, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nếu ngươi phải đi Vạn Kiếm Tông, ngươi đi liền đi, ta một người đủ. Thẩm Thạch Khê có thể cảm nhận được Diệp Thần lời nói không vui, vội vàng quỳ ở Diệp Thần trước người, Diệp tiên sinh, nha không, sư tôn, ta không phải xem nhẹ ngài, mà là hết thảy lấy đại cuộc làm trọng, bây giờ chúng ta không có bất kỳ thế lực, tùy tiện bại lộ và ra tay. Chỉ biết giới hạn chỗ chết. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nhàn nhạt nói, Thẩm Thạch Khê, ta bây giờ mệnh ngươi lập tức đi Vạn Kiếm Tông, không được cãi lại, bất quá ngươi yên tâm, có một số việc ta trong lòng hiểu rõ, sẽ không thọt xảy ra cái gì yêu con bướm, hơn nữa ta cũng không nói dùng bây giờ khuôn mặt đi cái yến hội này. Thẩm Thạch Khê nghe được câu này thở dài một hơi, sư tôn, nhưng là phải dịch dung. Diệp Thần gật đầu một cái, đó là tự nhiên. Ta giàu gì cũng tới Côn Lôn Hư, cũng nên cho Côn Lôn Hư tất cả đại tông môn một cái đại lễ. Một giây kế tiếp, Diệp Thần ngón tay bóp quyết, mặt mũi bỗng nhiên thay đổi. Thẩm Thạch Khê nghe được Diệp Thần nói tiếng nói, vốn đang chưa thấy được cái gì,
nhưng là làm hắn phát hiện Diệp Thần bây giờ gương mặt, con người cũng thiếu chút nữa chừng ra ngoài. Bởi vì bây giờ Diệp Thần chính là vậy Côn Lôn hư vô số thế lực nghe tiếng sợ vỡ mật Diệp Thí Thiên à. Sư tôn là điên rồi sao, Diệp Thí Thiên thân phận bại lộ, nhưng mà cực độ tồn tại nguy hiểm à. Hắn mới vừa muốn khuyên gì, Diệp Thần lại đeo lên nửa khối mặt nạ. Mặt nạ che đậy hắn nửa bên gương mặt, căn bản không nhìn ra cụ thể dung mạo. Diệp tiên sinh không thể à, nếu quả thật làm như vậy, vậy ngài an toàn ai tới bảo đảm. Thẩm Thạch Khê nhưng không thể để cho sư tôn giới hạn tình cảnh nguy hiểm. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, nhìn phía xa một tòa nhà hàng, nhàn nhạt nói, ta an toàn chính ta phụ trách, ngươi như lại không rời đi nơi này, từ nay về sau, ta cũng không bước vào Vạn Kiếm Tông nửa bước. Đúng như ngươi theo như lời, ta thế lực bây giờ quá yếu, đặc biệt cần Vạn Kiếm Tông cường giả trấn giữ. Nghe được câu này, Thẩm Thạch Khê khá là lo lắng nhìn một cái Diệp Thần, hoàn toàn biến mất ở tầm mắt bên trong. Vạn Kiếm Tông đối với sư tôn ban vài lệnh truy sát, là nên triệt tiêu. Hơn nữa từ Hoa Hạ tỉnh Chiết Giang sân bay đánh một trận tới xem, sư tôn thực lực xa xa thắng được hắn. Hắn ở Vạn Kiếm Tông chẳng qua là một cái tiểu trưởng lão, bây giờ muốn cấp cho Diệp Thần trợ lực căn bản không có thể, chỉ có đi Vạn Kiếm Tông tìm cao thủ mạnh hơn mới có cơ hội. Nếu không lấy Diệp Thần gây chuyện tốc độ, muốn không được bao lâu Côn Lôn hư liền sẽ bị tên này chọc phá trời à. Rất nhanh, thế giới khôi phục lại bình tĩnh. Mang mặt nạ Diệp Thần khóe miệng phác họa lau một cái rét lạnh, bước nhanh hướng trong đêm tối ánh đèn sáng chói nhà hàng đi. Nơi đó chính là Lê Hân và Cao Phong Bình cử hành tiệc đính hôn sẽ đất. Bản là chuyện vui, hắn không muốn phá hoại. Làm sao có người nhưng phá hư nội tâm hắn một nơi thiên đường. Côn Lôn hư, Túy Tiên lầu. Thử lâu là dịch bảo các kiến trúc, sau đó giao cho Lê gia xử lý. Lê gia coi là phía trên tròn trăm dặm gia tộc lớn. Lúc này, tân khách nối liền không dứt. Một phiến vui mừng. Mang mặt nạ Diệp Thần trực tiếp xuất hiện ở nhà hàng bên trong. Mặc dù mang theo thiệp mời mới có thể đi vào, nơi đây còn có một đạo tốt trận pháp, nhưng là đối với Diệp Thần mà nói không tính là cái gì. Hắn tiếp nhận cao nhất truyền thừa, để cho hắn ở Côn Lôn hư, đối với trận pháp lĩnh ngộ, vượt xa hết thảy. Chính là trận pháp lại làm sao có thể trói buộc liền hắn. Đính hôn còn chưa bắt đầu. Diệp Thần tìm một nơi yên lặng đất ngồi xuống. Chung quanh đều là vùng lân cận một đời cường giả cùng với nhân vật nổi tiếng. Cũng may, Diệp Thần quét nhìn một vòng, phát hiện phần lớn đều là siêu phàm cảnh, nhập thánh cảnh, thánh vương cảnh các loại cường giả. Còn như thần du cảnh, toàn trường chỉ có 3 người. Trong đó 2 cái là phục vụ viên. Diệp Thần mặc dù là thần du cảnh, nhưng là thật muốn bàn về thực lực, chí ít ở siêu phàm cảnh trên. Hơn nữa Trảm Long vấn thiên kiếm, chém chết nhập thánh cảnh vậy không tính là cái gì việc khó. Nhưng là phải đối phó thánh vương cảnh cường giả loại này, cũng chỉ có thể dựa vào luân hồi mộ địa 2 vị đại năng. Diệp Thần ngồi ở chỗ đó, vô số đạo nghi ngờ thêm bất thiện ánh mắt bắn tới, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Vậy mang mặt nạ tiểu tử là ai? Thần du cảnh lại có thể cũng là lần này yến hội mời người. Ta làm sao cảm thấy thằng nhóc này có chút quen mắt, luôn cảm giác ở nơi nào thấy qua. Mọi người chớ quên, Côn Lôn hư có một ít mê hoặc thủ pháp, có thể để cho tu vi hơi thở che đậy. Vậy Diệp Thí Thiên chính là ví dụ tốt nhất, nghe nói hắn ở Hoa Hạ núi Côn Lôn dịch bảo các đánh một trận, lần đầu tiên hiển lộ hơi thở là chân nguyên cảnh. Người cảm thấy chân nguyên cảnh có thể chém chết trang bộ phàm. Hơn nữa chỉ một sử dụng một chi hoa mai. Chân nguyên cảnh có thể kêu gọi thần long và thần lôi. Căn cứ ta phân tích, vậy Diệp Thí Thiên chính là che đậy hơi thở tới mê muội mọi người. Trong đám người nghe được Diệp Thí Thiên tên chữ, trong mắt hoàn toàn sợ hãi mấy phần. Đoạn này thời gian, tựa như toàn bộ Côn Lôn hư cũng đang lưu truyền trước Diệp Thí Thiên trận chiến ấy. Dẫu sao có thể đối với dịch bảo các cùng với huyết minh người động thủ, cơ hồ không tồn tại. Có người nói Diệp Thí Thiên cảnh giới sâu không lường được, bề ngoài nhìn như rất yếu, thực thì nhưng là thánh vương cảnh cũng hoặc là phản hư cảnh một loại cường giả. Căn cốt chừng 20 tuổi, liền đạt tới cái này thành tựu, Côn Lôn hư trên mặt nổi chỉ có Diệp Thần một người. Thậm chí Côn Lôn hư linh phú bảng đem Diệp Thí Thiên xếp hàng trước 10.
duy nhất có thể chống lại chính là Côn Lôn hư thứ nhất thiên chi kiều nữ Kỳ Tư Thanh. Dù là hôm nay tất cả mọi người chuẩn bị nịnh bợ Cao Phong Bình ở Linh Phú trên bảng cũng không quá thứ 99. Không thể nghi ngờ là tồn tại lót đáy. Không có ai nghị luận nữa Diệp Thần, ở bọn họ xem ra, Diệp Thí Thiên cái đề tài này không thể nghi ngờ càng có ý tứ. Nhưng là ở chỗ sâu, lại có một người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt nạ. Hắn thân thể có chút run rẩy, bởi vì Diệp Thần trong mắt và khí chất để cho hắn nghĩ tới Diệp Thí Thiên. Mà hắn đúng lúc là làm chứng hoa hạ núi Côn Lôn dịch bảo các bị hủy, Diệp Thí Thiên cường thế quật khởi một người trong đó. Làm sao sẽ giống như vậy? Diệp Thần đối với những ánh mắt này không có chút nào quan tâm, tối hôm nay sau đó, hắn và những người này sẽ không còn bất kỳ đồng thời xuất hiện. Hắn chỉ quan tâm vậy trong miệng hai người câu trả lời. Ngay tại lúc này, một đạo xinh đẹp ảnh hướng Diệp Thần bên này cướp tới. Xinh đẹp ảnh xinh đẹp nho nhã thoát tục, trên người có một cổ linh hoạt kỳ ảo hơi thở, bắp đùi thon dài, mắt đẹp như lưu tô. Lại là đặt mông ngồi ở Diệp Thần bên người. Diệp Thần nhìn lướt qua, không có chút ba động nào. Cô gái tựa hồ đối với Diệp Thần cảm thấy rất hứng thú, đưa ra tay thanh tú, chào hỏi tiên sinh tựa hồ nhìn không quen mặt, lần đầu tiên tới Túy Tiên Lầu. Ta kêu Đinh Vận Nhi, bị dịch bảo các an bài. Tới chứng kiến một đôi người mới đính hôn. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Ninh Vận Nhi có đầy đủ tự tin, gia tộc của nàng trông coi một tòa giao dịch bảo phân các, ở Côn Lôn hư cũng coi là nhân vật thượng lưu. Mới vừa bước vào Túy Tiên Lầu liền cảm nhận được rất nhiều người nịnh hót. Dịch bảo các cái này ba chữ, đủ để cho người thay đổi hết thảy đối với nàng cái nhìn. Nàng sở dĩ đến gần Diệp Thần. Không phải là đối với Diệp Thần khí chất trên người có chút hiếu kỳ. Rõ ràng thần du cảnh, ở rất nhiều cường giả bên người nhưng là không có một tia thế yếu, ngược lại trong mắt bên trong có cường đại tự tin. Loại người này, bất kể như thế nào, lôi kéo tuyệt đối không có sai. Diệp Thần nghe được đối phương đến từ dịch bảo các, cười lạnh một tiếng, ta tên chữ thì không cần, tán tu một cái, ngươi không biết muốn biết ta. Vừa mới dứt lời. Một hồi kêu lên tiếng truyền tới. Một giây kế tiếp, Diệp Thần chính là đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm một cái ăn mặc hấp dẫn thiếu nữ. Thiếu nữ cả người hoa hồng áo khoác, giữa eo dùng màu tím rose mang hệ thành một cái thật to nơ con bướm, mái tóc dài như thác vải vậy khuynh tiết xuống. Vóc người diêm dúa loè loẹt, đủ để dùng ma quỷ để hình dung, một cái nhăn mày một tiếng cười, nhiếp tâm hồn người. Lê Hân. Thời khắc này Lê Hân cầm giơ lên. Cao ngạo không ai bì nổi. Tựa như cả thế giới cũng vây quanh nàng chuyển. Mà Lê Hân bên người nhưng là đứng một cái anh tuấn cao lớn người đàn ông. Người đàn ông đại khái siêu phàm cảnh đỉnh cấp, tay trái ôm Lê Hân eo thon, hướng rất nhiều người gật đầu. Mọi người rối rít thán phục. Quả thật trai tài gái sắc. Mà Diệp Thần mặc dù muốn khống chế tức giận trong lòng, nhưng vẫn là chịu đựng không nổi, sát cơ lạnh như băng phóng thích mở. Cái này ý định giết người để cho Đinh Vận Nhi thân thể mềm mại ngẩn ra, sau đó hô hấp đình trệ. Một đôi vô hình tay tựa như giữ lại nàng cổ họng. Nàng nhìn một cái Diệp Thần phương hướng, chân thực không nghĩ ra, cái này lãnh khốc thanh niên tại sao lại bộc phát ra như vậy ý định giết người. Chẳng lẽ năm đó cái này Lê Hân làm thương tổn cái này lãnh khốc thanh niên? Ý định giết người rất nhanh thu liễm. Diệp Thần hỏi phục vụ viên muốn một ly rượu. Uống một hơi cạn sạch. Ninh Vận Nhi đánh một cái hưởng chỉ, giống vậy muốn một ly rượu, nhẹ nhàng đung đưa ly rượu, mở miệng nói, tiên sinh, nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là ở tình trường bị thương không nhẹ đi, cái này thế gian có cái gì không qua khảm. Huống chi, vậy Lê Hân, cũng không phải là một cái thích hợp làm vợ nhân vật, ngươi có thể không nên bị nàng vậy ấm mềm bề ngoài lừa. Người phụ nữ kia, thích nhất gạt người. Diệp Thần lúc này mới đem sự chú ý rơi vào Đinh Vận Nhi trên mình, xem ra ngươi rất hiểu Lê Hân. Đinh Vận Nhi nghe được Diệp Thần rốt cuộc và nàng nói chuyện, tới một chút hứng thú, tiếp tục nói, mặc dù đây là Lê Hân tiệc đính hôn, nhưng là ta cũng sẽ không xem Lê ra sắc mặt, theo ta biết, cái này Lê Hân nhưng mà rất có thủ đoạn người phụ nữ. Cái này Túy Tiên Lầu vốn là ta dịch bảo các đồ, mà đây Lê Hân nhưng là bằng vào thủ đoạn đem nơi đây ăn xuống. Khẩu vị này và thủ đoạn, chu vi trăm dặm thật đúng là không tìm ra một cái. Còn có,
Ninh Vận Nhi thân thể hơi đến gần Diệp Thần, ngực mảng lớn trắng như tuyết rộng mở, cao ngất mà mê người. Nhưng là Diệp Thần nhưng là không có phản ứng chút nào. Ninh Vận Nhi thất lạc mấy phần, đến gần Diệp Thần bên tai, tiếp tục nói, còn có phường gian lời đồn đãi, vậy y thần môn Thạch Tam, cũng chính là Lê Hân lúc đầu vị hôn phu, chính là bị Lê Hân sống bức tử. Thạch Tam từng nhiều lần đi Lê ra tìm Lê Hân, nhưng đều bị chặn ngoài cửa, chỉ có một lần Lê Hân ra mặt, một lần kia nàng để cho Thạch Tam giấy lên hy vọng, nhưng lại đem Thạch Tam hung hãn ném xuống địa ngục. Một lần kia, Lê Hân ngay trước mặt của mọi người làm nhục Thạch Tam, rất là khó nghe, coi như là ta cũng có chút không nhìn nổi đây. Ninh Vận Nhi không chút nào chú ý tới Diệp Thần trên mình cuốn lên sát ý, tiếp tục nói cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất. Thạch Tam từ Lê ra sau khi trở về chính là chưa gượng dậy nổi, cái này ác độc người phụ nữ trả thù nhưng là mới vừa bắt đầu, nàng nghĩ đủ phương cách ép Thạch Tam giải trừ hôn ước, Thạch Tam không đáp ứng, ngày thứ hai, Thạch Tam phụ thân tựa hồ liền chặn một cái chân. Sau đó nghe nói vậy y thần môn Thạch Tam vô duyên vô cớ tự sát, mặc dù không biết nguyên do, sợ là chuyện này và Lê Hân thoát không khỏi liên quan. Ở Đinh Vận Nhi trong mắt, cái này lãnh khốc thanh niên tất nhiên là theo đuổi Lê Hân thất bại một người trong đó, nếu không cũng sẽ không bại lộ lớn như vậy ý định giết người. Đã như vậy, nàng thường nói một ít Lê Hân nói xấu, nói không chừng còn có thể từ thanh niên này trên mình bộ ra nhiều hơn vật có giá trị. Dĩ nhiên, những thứ này đều là phường giữa lời đồn đãi, thật giả cũng không biết. Bất quá có ít thứ, tuyệt không phải huyệt chống tới gió. Tiên sinh, ta nói với ngươi nhiều như vậy tình báo, chẳng lẽ còn không có thể biết ngươi tên chữ? Ninh Vận Nhi một cái tay vừa định muốn khoác lên Diệp Thần trên vai, đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô nổ tung mở ra. Toàn bộ túy tiên lầu tựa như hoàn toàn rối loạn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.